coi nhận được không? Ủa mày xếp cái chai sữa tắm lên hả? Không, đâu xếp rồi, chắc là sợ xếp á nay em nhặt mình mặc mình ngủ quá Hello các chị đẹp của em Có ai nhận được thông báo của em cho em xin comment nha các chị nha Hello em xin chào tất cả các chị đẹp và chị nào đang xem live thì cho em xin một cái chấm, một cái comment tương tác giúp em nha mấy chị nha Cái chai nano rồi ta Học nano Ờ à, thấy rồi thấy rồi Ở vô bây dọn tầm lâm hết, không có nhớ đường luôn Hello mọi người có ai nhận được thông báo của bé anh cho em xin comment nha các chế ơi. Hello, xin chào tất cả các chị đẹp, bà chị nào đang xem like thì chị sẽ like mạnh tay giúp em mấy chị nha. Hello, chị thùy châu ngô. Hello, hello mấy chị yêu ạ. À. Chị nào nhận được thông báo của em rồi cho em xin comment nha mấy chế ơi. Các chị đẹp đang xem like thì chị xin một cái chấm một cái comment tương tác giúp em mấy chị nha thả tim thật nhiều giúp em ạ. À không một ngày nào nhận được thông báo cả chết rồi nay em lên cũng sớm mà đâu có trễ đâu mấy chị nhận được thông báo hết của em chưa cho em xin comment đi hôm nay em lên em có cái này đẹp lắm cho mấy chị xem ai nhận được thông báo cho em xin comment trên like nha mấy chế ơi hello chị hôm nay chị nhận được hai áo thun đẹp lắm mấy anh cảm ơn mấy chế rất là nhiều có ai coi được like của em không cho em xin comment đi mấy chị chị ơi chị nào thấy like mà cho em một cái chấm để em em biết chị tương cái chị đây tôi tán nha nha hình như hình như hôm nay không ai coi like của em được hay sao không thấy comment luôn đợi mấy chị lên like mấy chị comment cho em cái thôi. Chia rồi chia sẻ chưa chia sẻ cái nữa ơi chia sẻ ngày chia sẻ mấy cái ra đi nhiều người người ta coi like người ta không thấy comment đó tới giờ dưỡng da xíu xong mình bé anh lên like mới gọi đầu tấm giữa xong. Hello em chào chị Khan, chào em chào chị Nguyễn Nhung và em chào tất cả các chị yêu đang xem live. Thì kem này là da không nám hoặc da có nám đều dùng được nha mấy chế. Nó rất là mềm luôn á, rất là mịn và kem này thì siêu siêu đẹp. Keo này mấy chị xài đi. Bao căng luôn. Em mới xài mấy bữa thôi mà em thấy rất là ổn áp luôn á cái loại kem này nè. Filtranet, kem làm chuyên làm trắng và sáng da. Chế nào xài cho em xin cảm nhận nha Hello mọi người Ai đang coi like cho em xin comment nha Tại vì em không thấy comment á Nên là em 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 không biết là mấy chị có nhận được thông báo của em không Nên ai nhận được thông báo Báo thì cho em xin cái comment nha mấy chế ơi Ê đưa giùm cái cái gì quên rồi Cái tượng Phật cây rồi tượng mẹ Rồi cái cái cây tài lộc nữa nè à, Hồi chiều hồi sáng em Nói chung nay em mệt lắm Giờ mới rảnh em lên like cho mấy chị hôm nay em quải lắm nhưng mà em cũng tính lên buổi trưa rồi nhưng mà hôm nay em rất đủ thứ bệnh trong người hết nên là bây giờ em mới lên like thì hôm nay em sẽ cho mấy chị xem một trong những cái mà khá là nhiều người mong đợi luôn rất là đẹp để em bẻ cái cành lại một cái em cho mấy chế xem ai đang coi like các chị cho em xin comment nha mọi người nha đẹp lắm đẹp lắm hello chị nhung hello mấy chị ai nhận được thông báo cho xin comment nha đây nè, để em bẻ lại cái cây hình cái Đẹp lắm mọi người ơi <laughs> Rất là xinh luôn <laughs> Hello chị Trúc uh, Lương Tối nào cũng ngóng em vậy hả Mấy chị ơi vô chia sẻ cho em đi Để hôm nay em uh, Em uh, gia lọc nè Ngày nào cũng nhận được nhân chỉ xem thôi Hết sàn rồi chị Thu Hà Nguyễn <laughs> Ai đang coi like cho xin comment nha Đẹp quá đẹp quá Hôm nay em về được cái này nè nhưng mà em không có về số lượng cái này thì em sẽ làm cái này thì em sẽ làm và cái này là em làm cho khách cho khách của em tại vì có những chị khách sĩ á người ta làm cái này xong rồi về người ta bán tết nói chung là người ta nói chung là cũng gần tết rồi nên là người ta bán lai rai từ đây tới tết cái cây này là ai cũng biết rồi đúng không ngày hôm nay là em trải dài em cho nó lên sóng đầy cái facebook luôn á có ai biết cái cây này là cái cây gì không mấy chị mấy chế yêu của em ơi, ai đang coi like cho em một nút chia sẻ nha mọi người ơi. Chị đang đang coi like, chia sẻ like, mạnh tay với em mấy chị nha. Có đây gọi là một cái cây siêu tâm huyết của em, tại vì á à, em cũng phải thuê cái người để người ta làm cái chữ à, để là người ta viết cái này là viết nha chứ không phải dán. cái này là viết nha cái này là viết bằng giống như là chữ, chữ 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 gọi là sao ta viết gọi là viết tàu á chữ tàu á rất là đẹp luôn rất là xinh nếu như mà nhìn ngược ở trên like thì mấy chị sẽ không có nhìn ra được cái chữ đâu nhưng mà nếu như mà quay lại á em cho mấy chị xem thì mấy chị sẽ thấy ra được cái chữ đây mà nó rất là nặng nha mấy chị ha ở bên trong đây là đa số là nó trải thạch anh nè à. và đặc biệt tất cả những cái loại đá trên cái cây này gắn là đá thật luôn một trăm phần trăm là đá thiên nhiên cái cây này là bao gồm cho em là ngọc cẩm thạch, uh, peridot, uh, mắt hổ, uh, Nam ha, ngọc nam phi, uh, thạch anh tóc vàng, thạch uh, vàng và có cho em thạch anh hồng. nói chung là nó bao gồm tất cả những cái uh, gọi là sao ta tất cả những cái gọi là cái đá tốt nhất và đẹp nhất là nó nằm ở trên đây và riêng đặc biệt nữa khi mà cái này là nó nằm trong đây ha Cái cây này à, bình an hả Minh Anh Chính xác chị hs trần Chữ thư pháp đúng rồi <laughs> Cái cây này nè à, Cái cục này nè mấy chị thấy không Mấy chị nhìn ra chữ gì không Cái cục này nè Em làm cho mấy chị là bằng ngọc hoàng long á Chứ không phải là bằng nhựa đâu nha Tất cả những cái trên một cái cây như thế này Đều làm từ thạch anh Và ngọc hết Thạch anh và ngọc hết và cái cây này là ruột đặt 100% là ruột hết Không có nhẹ Em cầm cái cây này là siêu nặng luôn Và mấy chị thấy không Trên cây sẽ có một cái chú tiểu Gọi là Phật á Phật chú tiểu nhìn rất là đẹp mà đặc biệt nói chung là làm như vậy gọi là Phật chú tiểu thôi Nhưng mà nó giống như là tượng trưng cho Phật Di Lặc A Di Đà vậy đó mấy chị Rất là xinh nói chung là nhìn cái cây là thấy thanh thản và bình an rồi rất rất là đẹp luôn mấy chế có thấy đẹp không đẹp không trừ cây tài lộc và bình an chính xác luôn để em quay cam sau cho mấy chị xem rất rất là đẹp luôn cho coi cho coi bên ngoài nha mọi người ha ai coi like cho xin cờ hello chị nguyễn thị ngọc hữu ạ à. chào cho mọi, mọi người đây đây quá xuất sắc mà rất là đẹp luôn ạ à. đẹp lắm rất là xinh ha mấy, mấy chế ơi À, đúng rồi chính xác á chữ bình an á chị đẹp đây nè cho mọi người xem tại vì nhiều khi em quay like á mấy chị không có nhìn được cái chất lượng của nó nhưng mà em sẽ cho mấy chị coi kem sâu rõ nét hết rồi ơi đẹp lắm Cái này á nó là bằng ngọc á mấy chị Ngọc hoàng long ha mọi người ha Đây nó là một mảnh luôn Và cái này là bên em làm nên em khẳng định với mấy chị là trên thị trường mấy chị đi đâu Mấy chị cũng sẽ không có thấy cái chậu này Hoặc nếu như mấy chị thấy cái chậu này ai ở đâu bán Mà với giá khoảng tầm từ một triệu rưỡi đổ lên Chắc chắn là chỉ có kinh ly bán sĩ thôi Tại vì cái cây này em mới làm ra lò là thêm 50 cây cho chị khách sĩ Thì người ta sẽ phân phối và người ta bán tốt Còn sắp tới nếu có làm cho chị nào muốn đặt số lượng sĩ nữa Thì các chị hãy inbox nhanh nha Tại vì cái này em nói trước là phải cho họ làm 10 ngày mới xong tại vì mấy chị biết sao không cái này là làm rất là cực luôn và đặc biệt nữa mấy cái nhánh cây như thế này là mình cũng tự nắng và mình bẻ nè mấy chị cái cây này là mình làm hết nè xong rồi mình kết những cái mình kết những cái đá thạch anh vào ở trên đây luôn á mấy chết tất cả là bên em làm bằng tay hết và đặc biệt nữa là trên cái thân hình trên đây nè từ chữ tài lộc cho tới từ chữ bình an là những cái này là bên em đều thuê người hết ghi chữ thư pháp chính xác luôn là thuê người để ghi tại vì thật sự với mấy chị là bên em không có ai biết ghi cái chữ này hết tại vì mình ghi không có đẹp và có một cái chữ kinh ly kinh ly ở đây muốn nhắc nhở là khi mà ai đã nhận được cái chậu bình an và tài lộc này rồi hoặc là mấy chị đã mua ở đâu cũng vậy sẽ nếu như mấy chị thích thì sẽ khắc lên cho mấy chị một cái chữ kinh ly để cho mấy chị nhớ hoài luôn rất rất là đẹp ai đang coi like thả tim em cả nha hello chị Tracy Tracy ạ à. hello xin chào tất cả các chị đẹp và chị đang đến cái ai? bài đăng của facebook kinh ly lên đây. ai đang coi like chia sẻ với cái điện thoại đen đi Ai coi like mấy chị ơi chia sẻ nha. Đẹp không? Chị... Ai thấy đẹp thả tim cái vô comment giùm em. Chị nào đang coi like chia sẻ like mạnh tay giúp em mấy chị nha. Mấy chị có thấy đẹp mà chị nào thấy đẹp thì thả tim giúp em nha mấy chị nha. Có ai biết công dụng của cái cây tài lộc này là gì không mọi người? Có ai biết không? Thả tim đi. Hello chị Nguyễn Huỳnh Mỹ Hạnh ạ. À. Hello chế đẹp ạ. À. Có chị nào biết cái cây tài lộc này công dụng là gì không mọi người? các chị đẹp các chị nào có biết công dụng của cây cây này không ạ? Cho em xin một chút ý kiến nha mấy chị. cây nha. này là sinh tài sinh lộc và sinh phú quý luôn nha mấy chị và đặc biệt nữa cái này rất là tốt nhà nào cũng phải nên có một cái cây như thế này nha mọi người ha sẽ tượng trưng cho nói chung là nó sẽ cải thiện giống như cuộc sống mình nè à. nó sẽ sinh sôi nảy nở và đặc biệt là phát triển về cái tài lộc thì siêu tốt luôn các chị thấy ông nhẫn tại sao em cho họ làm những cái rễ cây như thế này bám lên? để để nó đẩy lên những cái nhánh này rễ cây bám lên nó tạo thành cái sự phát triển nên khi mà mấy chị trưng thì nó rất rất là tốt và đặc biệt tại sao em làm cho đủ màu sắc hết là dành cho năm mệnh Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ các chị đều có thể các chị thỉnh được nha mọi người ha và cây tài lộc này là thu hút về kinh doanh rất tốt luôn nhà nào mà có người làm ăn kinh doanh hay là gì thì nói chung là ai thì em thấy ai cũng phải kinh doanh hết mới làm ra tiền được đúng không mọi người thì cái cây này nó sẽ thu hút rất rất là tốt và đặc biệt nha nhà nào á mà cây tài lộc này nè nó sẽ giúp cho gia đình mình cũng hạnh phúc luôn nói chung là nó có rất là nhiều công dụng nha mọi người ha thì cái này là đi phong thủy đó gọi là gia tăng vượng khí sinh tài đó mấy chị. Hello chị Đỗ Bích Đào, hello chào mấy chị ạ. À. À, tượng Phật và chậu hoa tài lộc đẹp lắm nè, mới vừa đến shop lấy dầu gọi về gọi vừa thơm vừa mượt tóc lắm em gái. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Không đẹp mà siêu đẹp luôn. Cảm ơn chị Bùi Dương. Né ra cho mấy chị thấy cái tượng Phật mẹ Quan Âm của em. Đây. Đây. Đẹp không? Xin không? Cái này mà lên thôi là quá xuất sắc rồi Hello chị Thảo Vy, hello chị Hoàng Kim ạ à. Một cái chậu này là giá là một triệu hai một chậu á chị Quách Thu Hương Là nó bao gồm tất cả thạch anh luôn Và em nói trước chậu này em đã sơn Hello chị Bùi Dung Nếu như mà chị nào mà muốn mua Mà mấy chị về mấy chị làm Mấy chị thích thì em sơn giùm mấy chị Còn còn không thì mấy chị về mấy chị tự đi sơn Đa số Em sơn cho khách là khách nào cũng nhận về là khách cũng khen có lọc hết Em mới về 50 chậu là em gửi luôn cho khách rồi đó Nói chung khách em người ta đặt nói chung cũng có vía lắm mấy chị ơi đi nhanh gọn và lẹ luôn Khi mà mấy chị thỉnh phong thủy hoặc mấy chị mua phong thủy là nhanh gọn lẹ hết cái này trưng ở nhà là siêu dễ thương và đặc biệt mấy chị trưng ngày tết cũng đẹp nữa cái này mình trưng quanh năm nha mấy chế ha cặp mình muốn vệ sinh nó thì mình có thể lấy khăn giấy ướt mình lau cho nó sạch thôi ví dụ như bụi nè mình lấy mình lau thôi tất cả đều là ngọc và hoàng long ngọc hoàng long và thạch anh hết à, một chậu như thế này là một triệu hai à. ạ à. hello chào mấy chị ai coi like thả tim em bên cạnh cái chậu đó thì hôm nay em cũng rất là có duyên à, em về thêm được một ít tượng mẹ quan âm đẹp lắm đây mọi người xin cực kỳ cái này cũng làm bằng đá lưu ly nè À, cái này cũng là bằng đá lưu ly mà chiếc chị phải nhìn một điều nha Tượng mẹ quan âm của bên em á, khắc rất là đẹp luôn Nhìn mặt mẹ rõ lắm mấy chị ơi, chứ không có bị mờ Đây, mấy chị nhìn rõ từng cái sóng mũi luôn á Đây là tượng mẹ quan âm Mà em để ý nha, đợt nào mà em tặng tượng mẹ quan âm cho ai Hoặc là em ra lọc cho ai á mấy chị Là ai, hầu như ai cũng khen có lọc hết Dầu gọi xong em còn rưỡi một cặp á chị Tiên Dương Là hôm bữa với anh sale ở giá trên like Ai lấy thì cứ comment nha dùm em ha Rồi bây giờ em sẽ 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 hôm nay mình sẽ Để em suy nghĩ ạ Hôm nay có cái gì vui vui Ai đang coi like thả tim Ai có muốn comment cái gì Ai có muốn à, yêu cầu cái gì thì comment nha Nhưng mà em nói trước nha Là em chỉ dễ giải một chút thôi đó Chứ không có dễ giải nhiều đâu Tại vì mấy hôm nay em dễ giải nhiều quá Có nhiều người đòi hỏi quá em chịu không nổi <laughs> Nên là xương xương thôi Nói chung là cho vui vẻ vui nhà vui cửa à, hôm nay ngày mấy rồi 16. hả 16. khi nào rằm nhớ là cũng sắp tới rằm rồi đó này. thứ sáu này là rằm phải không Đúng rồi. nhưng mà thứ sáu này rằm mà cái cây này không có về chúng ngày rằm <laughs> cây này phải làm chị nào mà muốn mua là phải đợi phải đặt thợ em không có rảnh đâu thợ em ngày nào là cũng phải lên lên làm lên đồ lên hàng cho khách hết á ngày nào cũng đặt miết hết á Xong lô này là tới lô kia Làm hết cái mã này là làm hết mã kia Em còn ấp ủ nhiều cái Em tính tặng mấy chị lắm mà em chưa có làm được đó Nên chị nào coi like em theo dõi em thường xuyên là sẽ hay có quà lắm nha mọi người ha Ai coi like hả tim em cãi ơi cho em có động lực em vui du vui em làm đi <laughs> Chị nào đang có like thì chị sẽ like giúp em mấy chị nhờ hôm nay các chị mà anh cần tư vấn sản phẩm gì mấy chị cứ comment cho bên Hello mấy chị, chị Phạm nhà. Thị Hà Hà tặng đi em lâu rồi Minh Anh ơi chị Phạm Thị Hà Hà Ai thích tặng thả tim giùm em nhưng mà xí cái tặng này là em chỉ tặng ít thôi Em không tặng nhiều được Tại vì mấy chị yêu ơi Mấy chị hiểu thông cảm cho em Cái chậu này nó mắc lắm Nên em chỉ gia lọc một ít ít cho một số chị thôi Chứ còn tặng như hồi trước mà mấy chục mấy chục người là em tặng không nổi Em nói thiệt luôn Nói chung là dạo này lọc lá nó cũng chưa có về nhiều Nói chung là cũng còn <laughs> cũng còn hơi nghèo nghèo một xíu Nhưng mà mấy chị biết rồi em mà làm cái gì cho khách hoặc là em có tiền là mấy chị biết là hôm sau là em chuẩn bị em kiếm tiền mua quà em tặng khách tiếp rồi đó mấy chị thấy không đa số cái livestream nào dạo gần đây hầu như ngày nào nói chung là cách không ngày thì cũng phải hai ngày ba ngày là em có quà cho mấy chị nên em cũng muốn tạo cái gì đó niềm vui để người ta coi like cho nó vui ai thích thì thả tim em một cái nha mọi người ha à, nhưng mà cái này là chắc mắc lắm á cái này thì cực kỳ mắc á à, chị luôn nguyễn đẹp quá bao nhiêu vậy em gái một triệu hai một chậu tài lộc như thế này. À um... chia sẻ à, chị cũng đang chơi nhận lọc của bé đẹp để được may mắn Nếu lọc. như mà em làm cho mấy chị á thì em sẽ sơn nha, như em nguyện trong lòng, tại vì khi mà em tặng hay là em như thế nào, là em nói trước luôn là em cũng mong đem đến cho mấy chị. Cái chậu này tại sao em không khắc chữ tài lộc mà em khắc bình an và tài lộc là mấy chị hiểu ý em muốn nói cái gì rồi đó. Đúng không? hello chị hạnh dung nguyễn hôm bữa chị hạnh dung nguyễn nói em ơi nhiều tiền để báo cho chị đi chị mua chị tặng cho sếp hỏi chị hạnh dung nguyễn đi chỉ mua ruột của em luôn em bán một một em báo chỉ là một triệu hai cho tới một triệu rưỡi một chậu tại vì em nói là chưa à, chưa để em tính tiền ship rồi tiền công làm thợ lên nó có phát sinh không thì em báo em không nói xạo nha cách đây hình như hai ngày trước chị chị hai hay một ngày em không nhớ Chị Hạnh Dung Nguyện hỏi em ơi cái này mua nhiêu để chị mua về chị tặng chị biếu Ngày 20 tháng 11 Em nói là giá khoảng tầm là một triệu hơn cho tới 1 triệu rưỡi Đó phải không chị Hạnh Dung cho em xin comment đi Em không có nói xạo với khách em không có đôn giá gì đâu Khách hỏi là em báo giá vậy đó Em nói tầm khoảng 1 triệu mấy đổ lên Xong rồi hôm nay em ra giá là em biết là là cái chậu này à em bán lẻ là một triệu hai một chậu nhưng mà rất là đẹp Nó nặng lắm mấy chị ơi em cầm em mỏi tay luôn á Uh, hello chị Bảo Trâm, chị rất thích phong thủy nhà Minh Anh hình như hợp bên em sau đó thỉnh về lúc nào cũng tuy ít nhưng mà vui. Em nói thiệt với mấy chị tại sao tuy ít nhưng mà vui tại vì thứ nhất cái tính em nó cũng vui. Mấy chị với hai em thấy em bán hàng em rất là vui vẻ và em bán hàng nhanh gọn lẹ lắm. Ai tới với em mà nhanh gọn lẹ nhanh gọn lẹ là có lọc còn mấy chị ơi đừng có suy nghĩ. Riêng về phong thủy mà suy nghĩ là nó lâu nha nó lâu tới lắm nói thiệt phong thủy là phải lẹ là nó có lọc hello chị mây mi hỏi chứ cái người bán lẹ làng như em thì mấy chị nhận quà cũng lẹ thôi và mấy chị lọc vô cũng lẹ thôi khẳng định luôn mua hàng mà ví dụ nhiều khi kỳ kèo rồi này nọ thì nó rất rất là khó thì chị hạnh dung nguyễn nói chị cũng thích chị cũng thích nữa <laughs> ok phong thủy nhà minh anh tài lộc bình an khỏe mạnh hạnh phúc con cái nghe lời cảm ơn chị đỗ bích đào lên luôn đi minh anh chị phạm thị ha <laughs> ha ai thích cho xin cái thả tim nhưng mà nói trước nha cái này em làm cho khách là tầm khoảng uh, tầm 20 cho tới 30 chị là hết đó uh, thật sự thì số lượng có nhiều hơn em vẫn làm được tại vì cái này em bán tết mà em bán từ đây cho tới tết luôn chị nào đặt biếu cho ai em cũng làm được hết Thậm chí có những chị muốn biếu và muốn ghi tên cho cái người khách đó ví dụ như Bình An Hoa Ngọc, Bình An Thu Thủy, Bình An Hà Hà, em làm được hết tại vì thợ em làm mà. Thuê người làm hết. Nên cái này không phải rập khuôn vì em bỏ tiền ra, em thuê cho người ghi cái tiếng tàu tiếng, tiếng này lên. Ờ gọi là tiếng gì quên rồi. Tiếng thư pháp lên là mấy chị biết là em đầu tư cỡ nào rồi đúng không? Bình An Hạnh Dung, Bình An Ngọc Hữu. Đó. Nói chung là cái phong điệp muốn tới khách hàng là bình an và tài lộc thôi. Lên luôn luôn. Con nói thì chia sẻ like giùm em với mấy chị nha, cây tài lộc với mấy chị gia thu hút kinh gi... thu hút rất là tốt và gia tăng vượng khí của mình rất là tốt nha mấy chị nha. Đó, em chưa hứa em tặng à nghe mấy chị cài em hoài <laughs> em chưa hứa em tặng à nghe nếu như tặng là em nói thiệt là em phải làm mắt lắm á à, chị xuân quỳnh sao chị đặt hũ kem nano mà không gọi chốt đơn vậy em chị xuân quỳnh rồi vậy là nhưng em nó chốt thiếu rồi, phải không? Chị Xuân Quỳnh. Chị Xuân Quỳnh nói chị như thông cảm giùm bé yêu, nhắn tin vô cho tin nhắn giùm bé yêu một cái đi chị đẹp. Nhiều khi nhân viên em nó đọc nó chốt thiếu cho chế đó, nó lại chị Xuân Quỳnh nè. Đây, từ từ để em chụp màn hình lại nè để cho nó nè. Bởi vậy em nó ủa sao em like quá trời luôn mà sao không thấy? Đâu rồi? Ủa cái màn hình đâu rồi? Đợi tí nha mọi người ha. Nhìn là thấy bình an không mọi người? Ủa đâu rồi? Cái cái màn hình chụp đâu rồi? Ở đây. Rồi, chụp màn hình lại rồi. Nhìn là thấy bình an rồi ha. Để em suy nghĩ coi hôm nay em like chứ gì. Cái này chắc phải uh, uh, cao á. chát à. Một cái bình này uh, công là một người viết uh, thư pháp. Công một người uh, công không phải một người nha. Cái chậu này là 20 cho tới 50 chậu bữa em làm cho chị Sương là bốn năm người làm là thuê người làm á mấy chị. Là 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 có người là làm đá luôn á, có người làm đá luôn á là đá là đá thiên nhiên á. Cái này đá thiên nhiên hết, không qua ép, không qua nhân tạo. Xong là bốn người, hình như bốn người. Ờ với một người là viết uh, viết viết thư pháp, biết viết thư pháp nữa là năm người. Năm người thuê năm người để làm lên cái này. Rồi làm xong là sẽ sơn luôn. Chị mê mít cây đó bữa giờ luôn. Rồi mấy chị thả tim cho em đi để em suy nghĩ coi hôm nay em tặng cái gì nè chị bùi dương bình an tài lộc là thích ai đang coi like thả tim em cái đi nha để em suy nghĩ hôm nay em lên một số sản phẩm cho mấy chị coi ngày nào mấy chị cũng nói đi, thôi à, bán hàng tặng đi chứ bán không mua không có tiền mua ủa sao vậy trời à, ai coi like chia sẻ ăn cái đi à, <laughs> à, cái này là chắc phải hóa đơn cao à nghe thích gốc cây đầy vàng chứ hóa đơn rẻ là không tặng được này là phải hóa đơn cao Hóa đơn chắc phải 2 triệu mới tặng á à, Minh Anh còn nhận nhân viên không? Chị qua làm để có tiền mua hàng em mỗi ngày nha <laughs> Em không dám nhận chị Bảo Trâm đâu Không có tiền trả lương à, Thích cái gốc cây đầy vàng Chị Mi Mi thả quá trời trái tim luôn Hello xin chào chị xin đi Huỳnh ạ à. Ai coi like thả tim giùm em à Dầu gội xăm không có chương trình đâu Dầu gội xăm là để dành bán rồi à, Hello chị Thu Thúy hành tráng lệ ghê ta những năm người làm coi không ra làm coi ra coi ra không vừa nha đúng rồi năm người mới làm kịp năm chục cây này em làm trong vòng 6 ngày là dành cho chị khách sĩ là chị xương quận 8 hay mua hàng bên em rồi em để một cây này là để em like thôi đó em nói với mấy chị mà em đâu có tính em chưa có tính bán bây giờ em tính là gần tết một tháng nữa mới bắt đầu em like em bán nhưng mà thôi khách 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 dí dữ quá sẵn thôi mình có hàng mình like luôn mình khoe luôn mình chơi luôn hello chị thúy vũ hello chị sương lam thả tim cái đi rồi để hôm xíu hôm nay suy nghĩ coi lên cái gì nha tặng một số chị hữu duyên trong livestream ngày hôm nay nha chữ trên chậu là chữ bình an chị ngọc trinh hello chị quyền trang chữ trên chậu là chữ bình an còn chữ trên cái ngọc hoàng long này là chữ tài lộc vô kịp chưa <laughs> Hơi tặng đi khô đi đi khô và cạn máu rồi. Hôm nay ai thích xe lên sản phẩm nào cờ anh trừ cặp dầu gọi ra giùm em là có đơn. Cặp dầu gọi lỗ lắm mấy chế ơi, cặp dầu gọi bé anh không tặng được. Cặp dầu gọi hôm bữa bé anh bán lấy tương tác là mấy chị. Ai coi livestream thả tiên giùm em, cặp dầu gọi một cặp chỉ lời được gần 20 000 thôi. Nên là em nói em bán cặp dầu gọi em ship đi có những chai bị bể là em còn tốn tiền em đờ nữa nên em quải lắm mấy chị. Ai đang coi live thả tim thả tim đi chị nè đây chị sẽ giúp em tặng cái gì mấy, chị, mấy chị thích mua cái gì mấy chị cho xin cầu mà mấy chị biết làm sao không mấy chị phải cho em vui một cái mấy chị cầu gì cho em vui đi cho em có cái động lực đi để em làm chương trình cho nó sôi động sơ máu lên nè à, mọi người nhớ nha cái này là làm số lượng là phải 10 ngày á cái này là không có dí em được à nghe tại vì phải từ từ thợ em mà làm mới đẹp mấy chị hối quá là nó làm xấu đó Chữ nhỏ phía dưới là chữ tài lộc Chữ ở dưới là chữ tài lộc Chữ ở trên là chữ bình an Còn chữ ngay mé mé này là chữ kinh lì Kinh ly nha mọi người Kinh lì, kinh ly, kinh lì và kinh ly Đẹp không? Đẹp không? À, Anh dễ thương đẹp gái <laughs> Em nghe đây mát xương ơi mát xương <laughs> nano hả chưa gì rồi lên nano rồi ai coi like thả tim cái nữa đi hôm nay em có để em xíu coi em có một số dòng sản phẩm thực phẩm chức năng rồi em có mỹ phẩm sao nhiều người hỏi nano dữ vậy cha ai coi like thả tim em cái đi ta chị này đang coi like chị sẽ like mạnh tay với em mấy chị nha hôm nay các chị muốn anh tư vấn sản phẩm thì cầm anh đi bên em đi Đâu, nha, gì nha cái này cái này nè rồi cái gì quên rồi à mà, mà 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 à, bột hủy mỡ nữa nè Ờ bột thủy mỡ nè, bột thủy mỡ là cái đó đó. Bột thủy mỡ hoặc bột thủy mỡ, đúng rồi. Rồi cái gì quên rồi? À, tinh dầu à, nội tiết tố, nội tiết tố luôn. Đây, rồi chính xác. Rồi cái gì nữa ta? Đợi tới xíu để lót hết trong đầu đó. Nhà còn còn gì? À, à, sữa dê, sữa non SSS. Trời ơi, rồ tới in mấy chị ơi. Rồ tới in nào tinh dầu nè cái này cho em là nội tiết tố nha uống vô là tràn bờ đe luôn đây rồi à, bột thủy mỡ thích cái gì mấy chị thả tim lên trước đi mấy chị ai coi like thả tim lên cái đi mọi người ơi thả tim thả tim like, thả tim giúp em nha mấy chị nha à, men vi sinh đi chị chị minh nguyễn <laughs> men vi sinh hả ủa không không chị nào chị lê thì mỹ hoa phải không xăm nước hay men vi sinh xăm nước đợt này cháy rồi Vậy thì lát sẽ lên men vi sinh Men vi sinh ôm mà xí Không được Men vi sinh giờ lên giá lắm rồi Thôi để em suy nghĩ Thôi để em suy nghĩ ha Đòi đợi tí luôn Ai coi like thả tim cái đi Mấy chị hỏi nano nhiều quá ta Chết mỡ rồi Mấy chị hỏi nano hả Collagen nha bé Rồi collagen truyền trắng Collagen truyền trắng Em ơi tặng cây đi mấy chị thả tim đi có nội tiết tố luôn em ơi cho chị hỏi nếu tặng ai thì ghi thêm tên người được tặng hay ghi tên người được tặng em á em chỉ ghi chữ kinh ly thôi tại vì sao tại vì em muốn mấy chị không thể nào quên được em kinh ly chỉ có kinh ly thôi không có tên nào khác hết á còn ai muốn có tên khác về vẽ tên mình vô <laughs> Hello chú tiểu ngồi góc cây phong thủy, à, chú tiểu vui vẻ nha, nhìn mặt rất là vui. À, trời ơi sản phẩm nào cũng còn nhiều biết mua gì bây giờ, cái gì cũng muốn mua hả? À, theo dõi mình anh khô máu luôn. Rồi bây giờ ai yêu cầu cái gì lên cái đó vậy đầu tiên lên những cái sản phẩm này trên livestream cho mấy chị nha mọi người nha chị này đang coi like chia sẻ like giúp em với mấy chị nha mấy cái chị còn tư vấn sản phẩm nào thì cứ cơm thuốc nhỏ mắt bé anh hết rồi ủa đưa cái điện thoại đen đâu rồi điện thoại đen đâu quăng đâu mất tiêu rồi ok ai coi live stream thả tim cái đi mọi người thả tim thật nhiều giúp em với mấy chị nha chia sẻ với các trang hội nhóm giúp em mà <laughs> ok vậy thì hôm nay chuẩn bị ghi nè ghi tên nè Màn chương trình đầu tiên tặng cho hai mươi nội tiết tố là 1 triệu 2 một triệu hai một hộp nhưng mà nội tiết tố này xài hay lắm nha vitamin tổng hợp ngày dùng một viên thôi chết trần ngân ơi vậy thì hôm nay thả tim cái đi kinh ly và thêm tên hoa ngọc nè <laughs> hoa ngọc về lấy bút lông ghi thêm chữ hoa ngọc kế bên <laughs> vậy thì bây giờ Thạch giảm cân hay men đi minh anh ơi cho dùng thử nè ok ok luôn vậy lát lên men vi sinh nè lát lên um nội tiết tố cho mấy chị dùng nè rồi mấy chị hỏi em nano đúng không vậy thì em tặng nano đầu lai like. hôm nay em sẽ gieo duyên cho hai chục người cho tới ba chục người em tặng cái cây tài lộc ok cây bình an và cây tài lộc nha mấy chị ha chịu không thả tim cho em đi chứ em bán lần triệu mấy đó em tặng 20 cho tới 30 chị nè À, hôm qua mới nhận được ba đơn hàng hết bốn triệu rưỡi giờ mua gì vậy giờ <laughs> em không biết nữa ai coi thả tim cái đi rồi bây giờ lên cho mấy chị nano nè thả tim thật nhiều giúp em nha mấy chị nha nano nano nè đó mấy chị yêu cầu thì em lên các chị yêu là đã sử dụng sản phẩm bột nano bên em rồi em xin chút cảm nhận nha mấy nhưng chị mà nha. em quên chắc phải hoa like, lai hóa đơn phải trên triệu mới tặng nổi quá thôi kệ đi bây giờ hoan hỉ đầu lại chia sẻ chị thích tên vũ trần được không dạ được chị vũ trần ơi về lấy bút chì ghi lên chị vũ trần nha <laughs> bây giờ em sẽ cho mấy chị một cái siêu phẩm mà làm cho da mấy chị đẹp tuyệt vời em nói một bộ này một hộp này mình dùng có một tháng một tháng rưỡi là hết trơn bà nó rồi nó hao lắm nhưng mà em bảo đảm mấy chị nha lên trên da là nó hơi bị ok luôn good ơi là good luôn cái này 7 cho tới 14 ngày là da mấy chị mấy chị sẽ nâng tông và da mấy chị sẽ trắng sáng. Ai lấy nano comment nhanh tay khỏi phải giải thích nữa. Khách em dùng nano, ai đang dùng cho xin comment đi. Để em có cái động lực em like stream nào mọi người. Một hộp như thế này hôm bữa em bán rẻ nhất 300 rưỡi Hôm nay chị nào lấy hai hộp nano Thôi phải ba hộp đi, ba hộp nano đi em tặng cho 1 cái cây. Thôi lấy hai hộp đi chơi luôn lỡ rồi. Ai lấy hai nano em tặng cho một cái cây tài lộc tặng cho 20 cho tới 30 chị trong livestream ngày hôm nay ai mà cầm bên nhanh tay thì có còn chậm là hết em chỉ có số lượng vừa đủ thôi em không có thể nào em tặng nhiều hơn được để em nói chung là cũng tốt tiền lắm mọi người, mọi người ơi mọi người ơi Em không có tặng collagen nước đâu Chị đổ bích đào Collagen nước được này lên giá lắm Hôm nay thấy sinh thần Minh Anh vui quá Ủa vậy hả Thôi ghi tên mấy chị kế bên đi bé cho được bình an nè <laughs> Em không có ghi tên được Tại vì em cũng ghi được Nhưng mà làm thì nó rất rất là lâu Nên em cũng phải suy nghĩ để em hỏi về cái vấn đề này coi coi cái ông đó Ông có chịu làm ghi cho em không nha rồi em sẽ báo nha mọi người nha Nano chị cũng hết hai hộp rồi giờ lại mua nữa xài biết chừng nào cho hết đây chị Bùi Dương ôi em nói thiệt riêng Nano thì xài rất là lẹ ai đang coi like thả tim đi chốt đơn và kèm theo một nút chia sẻ like dùm em nha mọi người nha Nhị đang đang like hoa chị rồi có Nhị hoa luôn Uh, nano cho chị uh, chị gì đây chị trần ngân, có đơn này. Trần ngân, ngân cho nano hoa ngọc là hai người rồi nè được tặng hai cây nào đó hai người mở hàng <laughs> hai người tặng quà cho có lọc lá cái nano này là nano siêu vi nó sẽ làm trắng và nó tái tạo làn da mấy chị nhưng không bong chóc không bị gì hết nó rất là dịu và rất là nhẹ mấy chị thấy em xài không khi mà em thoa lên nha mấy chị ha nó sáng và đặc biệt cái này dùng 7 cho tới 14 ngày là da mấy chị sẽ rất 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 là đẹp luôn. Chị Lâm Tuyết Phương 2 nano. Có đơn à. Tặng là Lâm Tuyết Phương là 3, chai CCT 2 nano là là 4, Vũ Trần 2 nano là 5. Rồi, Tuyền Lưu 2 nano là mấy? Là là 6. À, chị xin đi huỳnh 4 nano là 7. Ờ à, chị HS Trần bao nhiêu tiền em? 350 một hộp nano ai lấy hai nano em tặng cái lộn em tặng cho một cái cây em tính like ba k em là em tính lai like ba hộp đó mà thôi lỡ rồi chơi luôn ai lấy hai hộp nano tặng luôn nay mấy anh ra lọc quá sốc luôn nha mấy chị nha mấy chị mua hai hộp siêu nano ba cho đôi chục ngàn rồi tặng một cây lọc nha mấy chị cây này nha. cái cái hộp nano này là chị minh ngọc chỉ hỏi em lên luôn em mới lên đó chị minh ngọc ơi ấy lộn quên chị hoa ngọc ơi cái này em không có tính lên đó mà mấy chị hú em quá là em lên luôn á nano này nhớ dùng cho em mỗi ngày sáng tối hai lần cái này dùng trước bước serum Đẹp lắm mấy chị, da mấy chị rất rất là ok luôn Mà nó mềm, nó thấm thấu lắm nha Rồi lên nano nha Ai coi livestream thả tim em cái Nano cho Minh Ngọc có đơn Nano Nguyễn Nhung có đơn Mi Mi 2 nano, Hạnh Dung Nguyễn 2 nano Chị HS Trần 2 nano Thu Anh Nguyễn 2 nano Đỗ Bích Đào 2 nano Tặng cái gì? Tặng cái cây tài lộc đang cầm trên tay Ok chưa mọi người Thế giá quá sốc mấy chị mang ra là giá nè à, siêu vi nano là 350 ngàn mua hai được tặng một cây tài lộc nha mấy chị nha thả tim cái đi cho mình vui 10 ngày nữa nha cái cái buổi sáng hay tối vậy bé nano này dùng sáng và tối nano là sáng và tối dùm em nha mọi người ha nano mấy chị dùng cho bé anh sáng và tối dùng đi nha da nhanh đẹp lắm một set này các chị dùng được tháng tháng rưỡi là hết trơn rồi Ờ à, cây đó làm bằng gì minh anh đá phong thủy hả chính xác ở dưới của nó là làm cho em bằng đá thạch anh nha mọi người ha ở trên của nó cũng là thạch anh thạch anh ngọc bích ngọc cẩm thạch uh, ngọc hồng lựu uh, mắt hở uh, cái này là ngọc nam hồng và cái viên hồng cái viên vàng vàng này nè nó có chữ tài lộc này nè là cái này làm cho bé anh làm bằng cho em là ngọc hoàng long tất cả nguyên một cái cây này nè nó đều làm cho em là bằng đá phong thủy hết rất là tốt luôn mà tại sao đá phong thủy này em làm cho mấy chị tán đều để cho mấy chị biết em đi từ góc lên trên là phong thủy từ dưới đi lên rất tốt luôn và đặc biệt mấy chị phải biết một điều tại sao em làm đủ màu đủ màu tượng trưng cho năm mệnh kim thủy mộc hỏa thổ khi mà mấy chị trưng cái cây phong thủy trong nhà tán rộng vì kinh doanh và được làm ăn của mấy chị sẽ rộ lên em chân từ dưới gốc cây lên trái đầu cây tại sao em suy nghĩ ra cái ngọc hoàng long là có chữ tài lộc tại vì em muốn mấy chị vừa bình an mà vừa tài lộc luôn được không em nói mấy chị đi à đâu kiếm được cái bình như thế này là em bán sĩ luôn em kiếm em mò hết cái facebook không có ai bán cái bình tài lộc bình an này chỉ có em thiết kế ra thôi nên mấy chị đi đâu thấy người ta bán hai triệu mấy thằng bình là em bán sĩ đó Chị muốn mua mà tặng 4 cây Vậy mua bao nhiêu nano Chị xin đi Huỳnh cứ tính tới dùm em hai hộp tặng 1 à, 4 hộp tặng 2 6 hộp tặng 3 8 hộp tặng 4 Ok chị Ok chưa Da chị dầu nhờn và mụn ẩn Xài nano được không Được chứ chị đổ bích đào Nano nó là siêu vi nano phục hồi Nó là dạng bột nano mát lạnh Mấy chị Thoa lên nó tuyệt vào trong da luôn Xong mấy chị Thoa kem dưỡng Em nè Em lên like là em vừa gội đầu xong là em chưa có hoa kem Thật sự em chỉ vẽ mắt và em kẻ một ít chân mày cái đuôi thôi Đó em cho miếng son lên chứ trên da em không có lớp chống nắng Chỉ có buổi tối nói chung ban ngày thì em dùng chống nắng Em dùng kem nâng tông tối em không có dùng gì hết Để em lên live livestream da em nó dễ thở Toner rồi đến nano chính xác Toner rồi tới nano rồi hãy tới cho em các bước kia Toner, nano, rồi serum Serum rồi dùng cho em kem dưỡng Được không mọi người? Ôi trời ơi, chị xin đi Huỳnh chị mười hộp luôn tặng năm cho chị đi em mấy người rồi đợi nhân viên em nó ghi nha nhị hoa ngửa tay luôn nha minh anh ok nhị hoa ngửa tay luôn hello chào chị phương yêu phương yêu hôm nay đi làm chưa mà còn coi like em dạy xài tono rồi tới nano nha chị chị thương diễm hai nano xuân nguyễn hai nano à, 10 ngày em trả đơn À, Cherry Lê 2 nano Chị Thuê Hảo Vi 2 nano à, Bùi Dương 2 nano chị Trang Huỳnh 2 nano có đơn, Trang 2 nano có đơn. À, Chị chị gì chị, chị gì Xuân, Huỳnh 2, 2, 2 nano, Hoàng Long 2 nano, nhớ nốt nha chị xin đi Huỳnh 10 hộp nano nốt lại, xin Huỳnh ghi giùm em 10 nano tặng 5 cây. Trời má ơi dở nợ với chị xin Huỳnh luôn. Dở nợ tới nơi rồi đó. Ai coi livestream chia sẻ giùm em. Chị rồi đây bây đây. giờ em lên cho mấy chị bên em có toner nhụy hoa không bên anh chị xin đi hình toner nhụy hoa thì em không có em chỉ có tẩy trang à, nhụy hoa người tây thôi em có serum nhụy hoa người tây nha mọi người ha cái này là của công ty chiki rolling cái này thì à, sản xuất tại anh quốc và nguồn nguyên liệu của nó tại iran rất là tốt luôn cái này xài à, nhụy hoa serum nhụy hoa người tây đây là à, tẩy trang à, ờ, nhị hoa nghệ tây nha mọi người ha tẩy trang nhị hoa nghệ tây kem dưỡng View nè tốt cực kỳ luôn nè mọi người rồi bây giờ em sẽ lên tiếp ạ à. ai coi like thả tim cho em cái đi ạ à. chị này đang coi like chị sẽ like mạnh tay giúp em nha mấy chị nha men vi sinh đi anh ơi mê cái này quá nè hết 20 người chắc tới, tới lúc đó xỉu ngang rồi ok em hứa lên nhị hoa nghệ tay nha tẩy trang rửa mặt tono rồi tới nano rồi tới serum kem dưỡng chính xác hôm nào các chị dùng mặt nạ ngủ thì các chị uh dùng cho em mặt nạ ngủ một tuần hai lần thôi để da mấy chị nó không bị bít tắc lỗ chân lông á nó sẽ dễ thở hơn dùng cho em tẩy trang uh, rửa sữa rửa mặt thật là sạch xong rồi các chị hãy dùng cho em nano nano để nó thẩm thấu hết những cái hoạt chất trên da nó đi sâu vào lớp hạ bì dưới chân da thì lúc đó các chị dưỡng kem nó sẽ dễ ăn hơn tẩy tế bào chết một tuần hai lần cho em để da gọi là đẩy đi cái lớp sừng hóa trên da của mấy chị xong rồi các chị hãy dùng cho em serum Ai có serum dùng serum, ai có essence dùng essence, ai có huyết thanh dùng huyết thanh, ai có powder dùng powder. Xong rồi các chị dùng kem dưỡng nó khóa lại cái độ ẩm trên da là bảo đảm da các chị sẽ rất rất là mau đẹp ạ. À. Chị Mai Anh Đinh 2 Nano có đơn, chị Ngọc Trinh 2 Nano. À, cây đó bao nhiêu tiền Phạm Bảo Ngân? Cây này giá là 1 triệu hai một cây, cây tài lộc ạ. À. Chốt đơn luôn khỏi đợi điện và giữ không cần giữ bill nha bé. Ok. Bây giờ lên nhị hoa ngợi tay cho mấy chị ơi. Nhị hoa ngợi tay á. Đợi em tí xíu. Ai đang sử dụng nhị hoa nghệ tây Em có nội tiết tố tinh dầu hoa anh thảo nữa Bé dụ dỗ nữa rồi chị Phương Trần <laughs> Chị Phương Trần ơi Bill của chị Phương Trần chắc nay lên 50 triệu rồi đó à, Hôm bữa là em tổng Bill là bốn mươi mấy triệu Nay là chưa có tổng Để ngày mai em rảnh em tổng nha Phương ơi Hôm nay em mắc sâu vòng cho khách nên em quên mất tiêu luôn Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị cái này đương thùng đi nhú Ai coi like chia sẻ giùm em đây nè, lên nhụy hoa nghệ tay theo yêu cầu của má xương nè Má xương ơi má xương nè <laughs> Kem nám tặng cây tài lộc được không bé Chị Bùi Dương Để em suy nghĩ à. Ai coi like thả tim giùm em cái đi mọi người ơi Các chị yêu các chị nào đã sử dụng nhụy hoa nghệ tay bên em rồi Cho em xin chút cảm nhận cho mấy chị nha Em nói mấy chị rất là mừng luôn Tại vì đợt trước á em đặt nhụy hoa nghệ tay á, ở bên Dubai Là mất phải 10 cho tới 15 ngày mới về Em đặt cách đây 4 ngày trước Hôm nay hai ngày là 6 ngày em nhận được Đợt này về không hiểu sao nó nhanh giả dạ mang 6 ngày là em nhận được rồi Ai đang sử dụng Saffron nhụy hoa nghệ tay của em cho em xin cảm nhận được không mấy chị Nói chung là ai đang xài cho xin một hai cái cảm nhận trên livestream đi mọi người ơi Cái chị đẹp rồi đã sử dụng nhụy hoa nghệ tay bên em rồi cho em xin chút cảm nhận nha mấy chị nha Em nghi lên hàng 60 luôn á chị Phương <laughs> Mẹ em không nhớ Công việc chị khói bụi nên chị dùng rửa mặt ngày ba lần được không? Dạ được Chị nếu như công việc chị khói bụi Chị rửa mặt nhiều Nhưng mà chị phải lau bằng cái bông tẩy trang Để cho da chị sạch Không thôi là chị không biết đó, Chị cứ dùng chị dùng tay nhiều quá Nhiều khi nó bụi Nó đưa vô cùng Nó lại đưa cái bụi đó vô trên da Nó sẽ làm da mấy chị lên mụn Nhưng mà cái siêu, siêu vi nano này rất là dễ dùng nó sẽ không ảnh hưởng trong da có mụn hoặc là da dầu hoặc là da khô Cái này nó sẽ cân bằng được hết tất cả các loại da và đặc biệt đây là cái bước tiền đề để, để cho kem dưỡng và những cái serum nó thẩm thấu vào trong da nhanh nhất Nên khi mà mấy chị muốn dùng kem hiệu quả hoặc mấy chị muốn da mấy chị nâng tông và trắng sáng Vì trong đây nó có siêu vi nano nhỏ nhỏ ơi là nhỏ thôi Nó sẽ đẩy vào trong cái sắc tối da, nó thúc đẩy cái lớp melanin á Nên là chị nào mà bị da nám nè, da đồi mồi nè Hoặc là những người nám do tính chất cho em là thay đổi, thay đổi nội tiết thì các chị dùng cho em cái này Em nói với chị siêu tuyệt vời luôn Ai đang coi like chia sẻ cho em một cái được không mọi người Chị nào đang coi like chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha Chị thương chị <laughs> à, nhị hoa nhị tây vừa, 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 lão hóa vừa, vừa, ngon à. chị, chị Phương, Phương... <laughs> chị Phương Trần ơi Em nghi là mua hàng 60 triệu Tiền ship 40 triệu luôn á chị Phương Trần <laughs> Đây Đây là cây tài lộc là cây này nè Đó, tâm huyết của em anh đó mọi người Đẹp không? Tất cả đều làm từ đá phong thủy và cái chữ tài lộc này là làm từ ngọc hàng long Thân hình thì khắc chữ bình an Còn trên cái cái ngọc hàng long này thì em khắc chữ tài lộc Và và cái bên đây là sẽ khắc kinh ly là cái shop của em nha mọi người ha à, Nhụy hoa nghệ tây nhiều công dụng và tốt lắm Đây, em thấy chị Xuân Lâm Trương Yến dùng nè Bây giờ em làm chương trình nhụy hoa nè Chị um, chia sẻ à. những hoa nghệ tay nhà bé đẹp uống đẹp ngon mà còn ngủ ngon đẹp da à. Chị nào đang coi đây like, chia sẻ lại like, mạnh tay giúp em nha mấy chị nha Nhiều hoa nghệ tay em bán nhiều lòng lắm Nhiều dòng lắm rồi Nhân đây là loại mới Ờ uh, Nói chung là mấy chị ơi siêu siêu ok luôn Cái hộp đang uống đâu rồi ta Quăng đâu mất, mất mỡ nó rồi Không thấy nữa Đây Mới để cái hộp đang uống ở đây sáng mà sợ mới dọn đi đâu rồi Đây 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 cái hộp của em đang dùng. Đây. Chị lấy một nhị hoa với một nano được không em? Chị đổ bích đào. Ok, chị đổ bích đào. Được ạ. À. Đây. Nhưng mà em cũng uh, ít lắm nha. nhụy hoa em về 200 hộp là 200 g nhị hoa. Em trả đơn bây giờ em còn được chưa tới 30 g làm hết. Nhị hoa mới hình như người ta thấy nhị hoa mới á, cái sợi của nó nó to nên là người ta đặt rất là nhiều hay sao em không biết nữa lúc chốt thì em thấy khoảng uh, chốt được bảy mấy tám chục gam là tám chục hũ nè nhưng mà nhân viên nó lên bill tới một trăm mấy chục hũ lận em không biết là khách em người ta đặt cái này nhanh quá luôn á mà cái này có nhiều chị nói nhìn cái sợi nó mập ha nhìn cái sợi của nó siêu mập luôn nè rồi bây giờ lên tiếp cho em cái này nè trời ơi má ơi đỉnh chưa đẹp không mọi người cái này có đẹp không mọi người? Mấy chị nhìn cái sợi của nó bét cho Và đặc biệt nha, nhụy hoa nghệ tây Chống oxy hóa, làm đẹp da Thúc đẩy vết nám tàn nhang vào đồi mồi Và đặc biệt lọc phổi Tốt cho phổi Và đặc biệt ngay nhất là thời thời gian mà Covid như thế này Thì các chị uống nhụy hoa ở Tây Thì em nói với chị ơi siêu tốt luôn Và đặc biệt nha Da mấy chị sẽ hồng hào mịn màng Ai mà khó ngủ hoặc là mất những cái chứng mà bị chết Nói chung là chết tâm lý đó hay đâu đầu chúng mặt uống nhị hoa người tay đi. Em nói mấy chị ơi, hôm nay em tới tháng nó thiệt mấy chị rã rời cả tay chân. Mà em uống một một một, một ly nhị hoa người tay mật ong vào buổi sáng, nói mấy chị ơi, trên cả tuyệt vời. Bây giờ em lên cho mấy chị cái này. Nhị hoa nhẹ tay rất là tốt nha mấy chị nha giúp cân rất rất là ngon và giảm trét ạ. À. Lọc lá phổi luôn nha mấy chị. Chị nha. Cindy Huỳnh ạ, à, nhị hoa của bên em đẹp lắm, em cảm ơn chị Cindy. Cái loại mới của Dubai thì nó sẽ có nằm trong cái hộp thủy tinh. Loại mới này em cảm nhận là cái sợi nó sẽ mập hơn cái loại cũ nha đây nó sẽ mập hơn cái loại này nhưng mà hai cái em uống thì em thấy đều chất lượng như nhau nhưng mà cái này thì nó mới về đáp nó xa hơn và em cảm nhận cái độ hương thơm của nó nó thơm hơn tí còn em thì em không chê tại vì em thấy cái nào cũng ok hết có uống là mừng lắm rồi nhưng mà thật sự mình mua hàng chuẩn mình bán hàng chuẩn mấy chị không có lo ai mua loại này của em biết rồi một hộp là em bán đưa cái hộp cũ đi một hộp em bán đồ cũ là ba trăm rưỡi. Hộp này là mẫu mới 420 ngàn đồng. 420 ngàn. Thôi hôm nay em lỡ thôi. Em bán một like nữa thôi nha. Ai lấy nhị hoa nghệ Tây? Bé anh tính mấy chị. Áp dụng như cái giá cũ. Cái này của Iran nè. Cái này thì được trưng bán ở trong cửa hàng vàng nè. Của Dubai nè. Cửa hàng vàng của Dubai nè. Hôm nay em tính mấy chị... 350 đi Ai lấy hai nhị hoa bé anh tặng một cây tài lọc chơi luôn Giá quá thấp luôn nha mấy chị da nhị hoa nghệ tay mê ra lọc với giá là 350 ngàn một hổ hạch mua hai hổ được tặng một cây tài lọc luôn nha mấy chị À men quy sinh lên liền á Sorry men quy sinh em lên lên tới liền á Sorry mấy chị ai mà đợi men quy sinh đợi em tí Ai lấy nhị hoa nghệ tay Em sẽ áp dụng trong like này em tính 350 Mua hai hộp Chơi luôn Chơi luôn nhưng mà nhị hoa người tay tặng ít thôi nha không tặng nhiều tiếp trị bệnh trị Hàn Quốc em còn không giá bao nhiêu chị Yến Trang tiếp bệnh trị của yêu đông đúng không chị hỏi tiếp bệnh trị của 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 của, à, của yêu đông đúng không tiếp bệnh trị của yêu đông thì giá nó hơi cao nha cái đó thì là giá bốn trăm mấy chục ngàn một tiếp 400 hơn nha mọi người ha à, nano thì em có ít đợt này nano còn ít còn uh, nhị hoa nghệ tây này thì mới về nhưng bác cũng gần hết 200 hộp bán còn được mấy chục hộp Còn bây giờ ra đơn hôm bữa là cũng được trăm mấy chục hộp Chưa kể khách sĩ Nói chung tốt lắm uh, Chị Bùi Dương chia sẻ là ba chị khó ngủ Chị mua cái nhị hoa nghệ tây nhà bé đẹp uống ngủ ngon cực kỳ luôn bé Em nói mấy chị có thời gian em vô cùng chết luôn Tại vì từ từ cái cửa hàng nhỏ mà mình đổi qua cái cửa hàng này nó đủ thứ Nói chung mấy chị ơi nó nhức đầu lắm mấy chị ơi Cực kỳ áp lực luôn Mà em nói mấy chị em cũng phải ráng lắm Nên là em muốn nhuyễn hoa nghệ tây nó cải thiện Và đặc biệt nha cái này nó sẽ cân bằng về cái nội tiết Nhất là những chị nào ví dụ như mình có những cái u nang u sơ trong cơ thể của mình nè à, Hoặc là những chị nào mà mình hay bị đau bụng kinh khi tới tháng đó mấy chị các chị, uh, chị uống nhụy hoa nghệ tây này cho em pha nước ấm chung với nhiều mật ong thì em bảo đảm mấy chị hiệu quả cực kỳ luôn hello phương ha ai coi livestream một nút chia sẻ cho bé anh đi mọi người ơi chị coi giúp em mấy chị nhị hoa nghệ tây hôm nay mình xem với giá là ba trăm một hộp để xem đúng còn đủ không thì em chốt nha rồi ai có nút chia sẻ em tặng vì hôm bữa chị mua nano của em cũng nhiều lắm ok bé anh hỗ trợ chị xin đi huỳnh rồi bây giờ em chỉ áp dụng một hai người thôi em không hỗ trợ đủ nhiều đâu không còn số lượng đâu Vậy thì em chốt nha, đọc đi em Chị Sương Lâm 4 ạ à. Sương Lâm ghi dùm em là Mắt Sương ơi ghi dùm bé đẹp là 4 hũ nhị hoa nghệ tây đi chị Sương 4 hũ nhị hoa nghệ tây có Sương Lâm ạ à. Chị Đỗ Bích Đào 2 có đơn ạ à. Đỗ Bích Đào 2 Chị Hạnh Đỗ 2 có đơn ạ à. Chị Hạnh Đỗ 2 có đơn Chị Cherry Lê 2 có đơn ạ à. Cherry Lê 2 ạ à. Chị Vi Nguyễn 2 có đơn ạ à. Vi Nguyễn 2 nhị hoa Chị Mai Anh Đinh 1 có đơn ạ à. Chị Mai Anh Đinh 1 ạ à. Rồi, chị chị xin đi huỳnh chưa xin đi huỳnh kìa chị xin huỳnh là năm chị hoa có ghi nốt lại xin đi huỳnh ạ hai bốn năm cho xin huỳnh ai coi like thả tim cái nữa nha mọi người ơi thả tim cái bốn nhụy nghe ok ok <laughs> hello mọi người ai đang coi like một nút thả tim em cái được không mấy chị ai đang coi like thả tim giúp em nha mấy chị nha chị hoa nghệ tay 350 trăm năm ngàn một hộp và mua hai hộp được tặng một uh, cây tài lộc nha mấy chị nhá. em, em hỗ, hỗ trợ em đổi mà. cho chị xin đi em nói với chị nè ai có thích em sơn dùm không nếu như mấy chị muốn em sơn thì em sơn dùm còn nếu như không thì không nếu như không cần thì thôi khỏi tại vì em nói trước là em sơn thì em cũng phải bỏ lọc ra nhưng mà em sơn thì em cũng tạo phước cho em nhưng mà ai không thích thì mấy chị có thể tự đem đi về mình đem đi sơn cũng được cái đó là theo ý của mấy chị nha chứ không phải là bắt ép hay cái gì hết nói chung là em cũng nhẹ nói chung em tính em cũng nhẹ nhàng đơn giản lắm không có cầu kỳ À, mấy chị biết em khách yêu cầu sao mình vậy rồi, chứ em cũng không có khó khăn gì đâu à, ok chị thu anh ạ à, đổi Hanano qua lấy hai nhụy có đơn thu anh có đơn chị nguyễn vân hai nhụy hai tay có đơn à nguyễn vân nói chung là ai coi like thả tim nha bây giờ em sẽ qua y chết rồi bao nhiêu người rồi má ơi like nãy giờ chết rồi 10, nhiều rồi đó phải 10, không nhớ dạ? gì mười người, 10 người. Nano nãy thấy người ta lấy quá trời luôn á Đúng không? Coi 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 đếm đi cổng Cộng lại là nhiêu rồi Cộng lại trời ơi không có hiểu ý Cộng lại coi được bao nhiêu rồi Để còn để còn biết còn tặng tiếp chứ không thôi lỡ không có đủ 5 người 5 10 người 10 ngày không biết kịp không ta Em sợ số lượng nhiều quá thỏ, biết làm kịp không á Tại vì cái này làm là phải tự bẻ nhánh đó mấy chị Cái này bên em là tự làm Mấy cái nhánh này của mấy chị là từ tầm những cái cây sắt bẻ rất là cực luôn Bẻ từ những cái cây kim loại sắt ha Xong rồi mới bắt đầu là nối Là cột thắt, cái này giống như là mấy chỉ gì đó Làm thắt vô những cái thạch anh này luôn rồi ở dưới cái đế là bên em cũng làm luôn chứ không có đặt Nói chung là từ từ A tới Á Nguyên cái cây này bên em làm từ 2m là bằng 100% là bằng tay hết Nên là nói chung mấy chị là em phải nói đây là cái cây tài lộc bình an Em tâm huyết cực kỳ Nói chung là em bỏ tâm sức ra em làm cái cây này Em hy vọng mấy chị nhận được qua Mấy chị sẽ rất rất là hài lòng Đó ai đang coi like mấy chị thả tim em cái nha Cho em có động like, lực chị like em, chị Tính chị xin đi Huỳnh là năm chưa đó rồi bây giờ em lên tiếp <laughs> sơn cho chị nha vợ chồng chị sinh năm 1984 ok bốn uh, ok ai muốn sơn thì em sơn dùm chị ha mọi người ha rồi bây giờ em lên nè ok chị xuân quỳnh lấy hai nano cho chị xuân quỳnh thử luôn rồi bây giờ em sẽ qua bây giờ em sẽ lên chết rồi chết rồi. không biết đủ không đủ nhị hoa ăn trời thôi tới đây thôi nha mọi người nhị hoa không chốt nữa nhị hoa không chốt nữa nha mọi người ơi nhị hoa không đủ số lượng đâu bây giờ em qua sản phẩm khác à, đừng sót chị nha minh anh chị hứa tặng bạn hứa minh anh không hứa mà không có thì kỳ lắm ok người đẹp luôn hello chị tê ly uh, hello chị song thanh uh, chương trình là gì chương trình là tặng cái cây tài lọc này nè chị tê ly ơi <laughs> uh, chị minh nguyễn ơi còn coi like không Ok, em xin giùm chị Thu Anh Nguyễn luôn Ai còn coi like không ạ? À? Có ai hỏi cái men vi sinh còn coi like không? Thả tim em cái đi để em lên men vi sinh nè à, Mấy chị hỏi nè Chị nào còn đang coi like thì cho em xin một cái comment tương tác em nha mấy chị nha Em không nhận đơn nhị hoa nghệ Tây nữa Thông cảm giùm em Hiện tại là nói chung là dư rồi Không tặng nữa đâu Nhiều quá rồi Nhị hoa nghệ Tây lỗ lắm 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 á Thôi không tặng nữa đâu Tới đây thôi Đẹp quá đẹp không Để quay cam sau cho nhìn lại cái nữa nha Chờ sớm giờ luôn á Trời ơi sorry nè <laughs> Thương Minh Nguyễn lắm nè <laughs> Coi like mà đợi quá nè Đây bây giờ cho coi nè Có sữa rửa mặt không em Có không không Minh Anh Sữa rửa mặt hiện tại em đang cháy hàng á Chế Tê Ly ơi Đây bây giờ em sẽ cho mấy chị coi ha Rất là đẹp luôn á mấy chị nha Đây đây Em cho mấy chị xem ha Đây là cam sau đẹp chưa có ai có thấy đẹp không để em hát cho mấy chị nghe nè <laughs> rất là xinh ạ à. đây tâm huyết của kinh ly đấy em nói mấy chị đi đâu mà thấy ai mà bán cái lọ y chang em là của em nha mọi người nha tại vì em nói trước là cái này là không có ai bán hết tự em thiết kế em chỉ bán cho chị kia 50 cái cái cây như thế này thôi thì chỉ có trao cho chị chỉ có bán lại cho ai thì em không biết nhưng em khẳng định một điều là cái cây này là bên em tự design Và bên em tự thiết kế làm từ cái chậu cho tới cái thân cây từng cái cánh cây luôn Hát bài gái ơi Trời ơi em nói mấy chị nha Đáng đồng tiền lắm Cây này giá bao nhiêu em Chị Phúc Nguyễn dạ 1 triệu hai một cây Chị Tơ Ly nói để ở đâu được Minh Anh Cây này chị đặt ở đâu Bất cứ trong nhà đều được Tại vì cái cây này là cái cây tài lộc Mà mỗi cái nhánh của nó Là tượng trưng cho mỗi màu sắc khác nhau khác nhau. Mỗi cái màu sắc này tượng trưng cho năm màu Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ năm hành mệnh nè mọi người Và trên đây là nó làm từ cho em là Ngọc Hoàng Long luôn Đây mọi người nhìn nha Cái Ngọc Hoàng Long em làm cho mấy chị nó rất là dày luôn chứ không có mỏng Mấy chị xem Và làm cái lên cái lọ này nó đâu có dễ Mấy chị thấy nè Từng cái tán cây Từng cái tán cây thợ là phải nắng Em tuyển 4 người để làm lận mà mấy chị Và thêm một người là viết thư pháp nữa này Muốn lên được cái cây này đâu có dễ Cái này viết mà chứ cái này không phải già dán Cái này là viết cái nha mấy chế ơi Cái này là viết lên cái cây luôn Đẹp không Cái cây này là hy vọng ai nhận được cũng sẽ rất rất có lọc Tặng chị với Minh Anh Hồi nãy là em ngân nhận với Saffron rồi Bây giờ em chỉ còn nano thôi Em không nhận đơn với Saffron nữa Em không nhận đơn với nhụy Hoa nữa Không có đủ số lượng tại vì em còn đơn trả cho khách nữa mấy chế Bây giờ em sẽ lên na, nano em like rồi Nano, ai lấy nano comment nha Đây là powder essence Vi năng lượng siêu vi nano thẩm thấu trên da Hồi nãy em có bán rồi đó Một hộp 350 Ai lấy 2 nano Em tặng cho một cái cây bình an và tài lộc Được không mọi người 10 ngày nữa em mới trả đơn Siêu nha. vi nano nha mấy chị nha Hỏi chị điều nam Chị nám tàn nhang và làm trắng da Chống lão hóa da rất 10 là ngày, tốt mấy chị nha. 10 ngày mới trả đơn cái cây này Đẹp không Nhất cái nách không Xinh ha bé ơi đá màu vàng trong chậu là đầy là đầy từ dưới lên luôn hả chính xác nó 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 chặt ở dưới lên luôn á nó cứng lắm chị hoa ngọc ạ à. và đặc biệt là có có những cái là nó hơi lỏng lỏng nhẹ vậy thôi nè là do nhiều khi mình chích keo á nó còn không có chắc á nhưng còn nhiêu đây là nó chắc nịch luôn nói chung là chị cầm cái chậu này lên là chị cảm thấy nó rất là nặng luôn chứ nó không có nhẹ tại vì nó đầy hốc hết luôn á cây mà là phải đầy đầy từ dưới đất lên tới rễ bởi vì con người của mình cũng vậy. Xin lên lọc là từ dưới lên trên. Tán nó phải rộng, nhà nào mà lọc lá nhiều tán nó rộng ra, lọc cực kỳ luôn, lọc vô ào ào. Cho xem nano đi em, nano là cái này nè. Cái nano là cái này nè, em like, em like, em like bữa giờ. Em like bữa giờ luôn. Xài nano hao lắm mấy chế ơi. Nhưng mà xài đi 7 cho tới 14 ngày là da mấy chị đẹp. Nâng tông trắng sáng. Cái set này đợt em em mua hàng sale nè Mấy chị nhớ không? Đợt em nói 3 triệu một set đó Mấy chị lên mấy chị xem em có đăng một cái bài đăng Một set này giá của nó Một ống này là giá gần một triệu một ống Mấy chị lên mấy chị search đi Search trên trang Naver của Hàn Quốc đó. Đẹp lắm Đây Nó là dạng như thế này nè Nó là dạng bột nha mấy chị nha Thẩm thấu rất là tốt luôn à đó chị sợi bông là không tốt đó bé dạ đúng rồi yên tâm đây Đây nha mọi người nha Sữa rửa mặt thì để em kiểm lại Để em báo à. Tại vì đợt đó Huyền nó làm nó cất ở trong kho Em không nhớ là còn không Lâu rồi em cũng chưa bán luôn á Nên em không nhớ còn hàng không nữa Em nói thiệt hàng nhà em quăng mỗi nơi Em còn một kho nữa là bên chú Hùng Là em để nhờ bên đó nữa Tháng nào cũng phải trả tiền kho đó Tại vì cái nhà này là em không có để Nhiều khi em không có tận dụng hết Em để bên đó mà Mấy thùng nặng nặng lắm Có đàn ông người ta phụ người ta bưng cho mình đây nha mọi người ha Đây đây là siêu vi nano Hồi nãy bán 350 Đây hai nano là tặng một cái cây Rồi bây giờ qua nha Lên cho mấy chị cái men vi sinh là Nãy giờ nhiều người trong ngóng lắm nè Chị nào thích sản phẩm siêu vi nano thì cứ comment giúp em cho mấy chị nha Các chị nào đang xem like chia sẻ like giúp em ạ à? Ủa khoan Nhiều cây rồi 30 30 1 30, 30. 6 cây nữa À, chị Thúy Nguyễn serum nghệ tây bao nhiêu bé serum nhị hoa nghệ tây là 750 ngàn một hộp xài được bao nhiêu tùy da nếu như một uh, chị dùng mỗi buổi tối thì một hộp chị xài được hai tháng nếu như mà chị dùng mỗi ngày hai lần như em là sáng và tối thì một hộp chị dùng được tầm tháng rưỡi tại vì em xài em xài nhiều lắm em xài hao lắm nhưng mà có những người người ta dùng chung với lại nhiều loại khác À, tối thì em xài uh, nano xong em sẽ thêm một cái lớp huyết thanh c nữa rồi em mới phủ một lớp kem dưỡng nhưng mà bảo đảm nha da rất là êm xài nó căng lắm chứ ơi mà mà trong cái siêu vi nano này nó có cấp ẩm cho da mấy chị nữa nên da chị nào mà đang khô quá mấy chị dùng cái này da mấy chị đẹp nhanh lắm rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị cái uh, này ai hỏi gì nữa comment nha tại vì em không nhớ là em like những gì đâu Ai hỏi gì comment lại giùm em nha tại vì thật sự em không nhớ em like những gì đâu. Em like đủ hứa đó, bây giờ còn tặng 6 người nữa là hết, 6 cái cây tài lộc nữa là hết luôn. Các chị yêu nào muốn ăn tư vấn sản phẩm nào thì cùng comment cho bên em biết nha mấy chị nha. Bây giờ men vi sinh nè. À. Men vi sinh này là em phải suy nghĩ nha. Bây giờ men vi sinh này không có giá tốt đâu. Em nói men vi sinh này bây giờ nguyên liệu nó đang lên giá. Phương đang cầm lòng quyết không bị dụ nữa. Phương ơi, đẹp lắm Phương ơi. <laughs> Cái hộp men vi sinh này tốt lắm nè Một hộp là tới một triệu hơn một hộp 100 một gói ở bên trong đó Thôi mấy chị ơi Cái này là sức khỏe là vàng nè Dịch nhà nào cũng cần có ăn hủ đi Vừa tăng cường sức đề kháng Tốt cho hệ tiêu hóa Mà em nói mấy chị nha Nó còn có vitamin C nữa Mấy chị uống cái này siêu tốt luôn Làm sao mà mấy chị không mua một hộp trước em bán một hộp chỉ có ba chục gói là đã sáu trăm rưỡi rồi Hộp này một trăm gói Các chị dùng một cái hộp lớn này là ba tháng mười ngày Ai đang dùng cái này cho cảm nhận đi Không có nói xạo đâu mấy chị ơi Đó em dùng hết rồi đó Các chị yêu chị đang sử dụng men vi sinh bên em thì chị em thích xin chút cảm nhận cho mấy chị Tính ra. ra là ruột em yếu lắm Một, một ngày một tuần là một ngày là đa số có thể em dùng hai gói men vi sinh luôn á tại vì ruột em mà một bên dài bên ngắn sợ gửi qua bể quá chị phương cái này thì em bọc kỹ cho cái này thì em đóng vô hộp giấy cho mấy chế nè chú em gửi đi tỉnh em cũng lo nhưng mà cái này thì em đóng sẽ rất rất là kỹ luôn cái này để em bọc vô uh, hộp xong rồi em còn đóng vô hộp cạc tông nữa chứ em đâu có dám xếp không đâu lỡ bể là chết luôn á đây đây cây tài lọc nha để qua đây cho mấy chị xem giờ em uống nè ừ ừ Ừ. men vi sinh này rất là tốt Cho mấy chị nha các chị nào mà bụng bị tiêu hóa, tiêu hóa kém hay là bị táo bón hay là gì thì sử dụng mà. men vi sinh rất là tốt. Ủa Huyền còn ra. giữ vòng của chị Song Thanh luôn hả? Rồi em chụp lại luôn ngày mai em hỏi Huyền, mai em nhắn tin em hỏi nó. Em không nhớ luôn á chị Song Thanh ơi, có gì để em hỏi lại nha chị Song Thanh ơi. Chị Phu Dương chia sẻ men vi sinh uống tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tốt cho đường ruột và táo bón ạ. À. Men vi sinh này dùng được cho trẻ từ 2 tháng tuổi cho tới người lớn. Ở bên Hàn Quốc có một cái loại gọi là men vi sinh yêu đông, nó sẽ có sữa non ở trong men vi sinh. Trong loại này cũng có một chút sữa non và 27 loại lactic. Vừa cung cấp axit amin và đặc biệt nữa cái này thì sẽ rất rất là ok luôn. Mấy chị ơi, đường ruột kém, hệ tiêu hóa yếu, hay bị đi 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 cầu ngoài là bị tiêu chảy nè hoặc là bị bón nè hoặc là ai bị virus hb đau dạ dày trào ngược hoặc mấy chị đi phân ra máu mấy chị dùng cho em đi một ngày một gói thôi ai mà đường ruột tệ như em á em là tệ lắm nha tại vì bên em ruột dài ruột ngắn nên đa số nhiều khi em ăn nó không có tiêu nên nó tích ở trong người bác sĩ cũng nói nên là em em khó xuống cân hơn là những người bình thường thì một hộp như thế này em bán cho mấy chị là một triệu hai một hộp Ai đây trong like này em tính mấy chị 999 ngàn đồng một hộp men vi sinh Có đơn men vi sinh tặng cho một cây tài lộc ok Giá quá sắc luôn nha mấy chị nha Men vi sinh hôm nay mình đang xem với giá là 999 ngàn một hộp Có nút chia sẻ được tặng một cây tài lộc với mấy chị nha Còn được 6 chị nữa được tặng cây tài lộc Chị mới từ một tiếp xong rồi tới Minh Anh tiếp hay vậy ta Là sao chị chị xong thanh <laughs> Men vi sinh uống ngon tốt cho đường ruột hết táo bón Không còn trải dày ngầu ngược và còn đẹp da Nói chung mấy chị ơi Cái loại này là nhiều người khen nhiều nhất luôn nè Uống nó tốt hệ tiêu hóa cực kỳ Và đặc biệt nữa nói chung là nó nhuận tràn hơi bị hay Cái mang vi sinh này là 100, 100 gói Loại cũ bán 30 gói thôi Là 600 ngàn rồi 600 rưỡi rồi chứ Loại này là 100 gói Là gấp 3 hộp cũ là ba hộp là được 3 hộp hơn đó là bằng một liệu trình mấy chị uống đó nhưng mà men vi sinh này ai mà uống quen rồi mấy chị uống ghiền luôn không thể nào bỏ được Tại vì em nói mấy chị ha hay lắm mấy chị ơi Nói chung là nó tốt cho cái hệ tiêu hóa mấy chị cực kỳ tuyệt vời luôn Và đặc biệt men vi sinh này có kiểm định HACCP Có GMP và đặc biệt nữa là được Cục Bộ Y tế đạt chuẩn Và đặc biệt nữa loại này là thương hiệu lớn ở bên Hàn Quốc rồi Nói chung loại này là không cần phải giải thích nhiều Và không cần phải tư vấn siêu siêu ok nha mọi người nha Men vi sinh này rất là tốt mấy chị nha, mấy chị nên mua về trải nghiệm thử Chị à. Sông Thanh nói lại cái gì Bé nhà chị mới nói mẹ ơi uống men vi sinh ngon Mà ngon không? Không ngon, trả lại tiền Ai uống lại này thấy ngon, dễ chịu Vị ok, thoải mái cho em xin cầu mình. Khách em có những chị là bé không có chịu uống mấy cái này đâu Nhưng mà chị nói trời ơi cái vị ngon lắm Con chị ngày nào cũng đòi uống cái cảm nhận và mấy chị có cảm nhận nó hơi ngọt ngọt nhẹ là trong đây có thành phần sữa non nữa loại này là dành được cho cả những người nhỏ tuổi là hai tháng tuổi hai ba tháng tuổi mấy chị pha vô sữa cho bé bú còn những người già cực kỳ tốt luôn những người già là người ta hay bị tiêu chảy lắm cực kỳ bị luôn mấy chị cho người già dùng nha mọi người ha tốt cực kỳ không có nói xạo đâu men vi sinh này nói thiệt nha lên giá mà vẫn phải like đó để cho giữ khách đó nên là mọi người ai coi like mấy chị ơi giới thiệu dùm cho em đi Cho người ta sử dụng thử cái này Em nói rồi đó giờ em bán em không có tặng quà không có tặng quyết cái gì hết Bây giờ men vi sinh bây giờ mấy chị có muốn mua giá rẻ cũng không có hàng đâu Em nói thiệt với mấy chị là em bán cái này giá cực rẻ rồi đó Hôm qua em kia mấy khách hỏi cũng không có hàng Bán một triệu mấy là bán đúng một triệu mấy thôi à. Một hộp này 100 gói luôn Nó thành tép như thế này nè Cứ một tép như thế này là nó sẽ có cho em là 10 gói một à, một hộp như thế này là nó sẽ có cho em 100 gói mấy chị dùng đi đừng tiếc em nói thiệt riêng về men vi sinh này đang nói chung là cái thời covid này nó nói chung là nó cũng chưa có hết mấy chị dùng nó tăng cường sức đề kháng mà em nói thiệt hay lắm ai mà nói chung là mấy chị ơi tiêu hóa kém hoặc là những chị nào mà em nói thiệt với mấy chị luôn cái đường ruột yếu không có ổn định được hoặc là mấy chị gọi là đi 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 phân lỏng hoặc bị bón suốt luôn khách em nhiều người con cái mình bị bón mà uống men vi sinh nhà em mà hiệu quả ngon và thơm lắm mấy chị loại này em bán siêu hiệu quả luôn ai à, lấy ghi dùm em cũng phát men vi sinh nha nói chung ok ok lắm đợt này ai cũng khen hết mà nhiều khi nhiều người ta phân vân tại vì nhiều nhiều người nói men vi sinh ta còn nhiều quá chứ thật sự loại này em nói thiệt bán mấy chị là rất rất là ok luôn ngon lắm nha mọi người nha rồi chốt đơn Chị hồ linda một men vi sinh có đơn à hồ linda bé anh có là một hoàng hà an là hai chị sông thanh lấy một men vi sinh tặng một cây là ba minh nguyễn là bốn chị nguyễn tê ly là hai nano là năm cô mel may mắn là sáu ôi trời ơi à, cho cho nói không ngon nè trả chị lại tiền để mua hàng tiếp bé ơi hết tiền rồi à. pha uống Hà em dạ chính xác chị tam Mi hồ cái này nè chị pha mua hồ thấy bé anh uống chưa hai kiểu uống hai kiểu uống đây hôm nay chị nào có đơn trong livestream em like em tặng cho một cái cây tài lộc về phong thủy được không hồi nãy tặng 6 người hôm nay em thấy có mấy chị khách quen quen hay coi live em em hy hữu em tặng thêm 5 chị nữa nè để làm vốn nè để cho mấy chị nhận quà của em nè, được không hôm nay chị nào có đơn trong live sản phẩm em livestream em tặng cho mấy chị cây tài lộc được không mọi người cây này đang bán triệu hai cây đó quá sốc luôn nha mấy chị nha đây mình ăn ra, ra lọc với giá rất là tốt luôn ạ chị nào có đơn cho hôm nay ban tặng một cây tài lọc nha mấy chị nha chị tâm mi hồ ơi mười ngày nữa em mới trả đơn nha tại vì cây này là thợ phải làm á nên là không có sẵn nhớ ghi giùm em là một hộp men vi sinh 999 trăm ngàn đây đây nha mọi người nha đây một ngày các chị có thể pha với nước hoặc mấy chị bận mấy chị bỏ trong túi sách mấy chị uống trực tiếp cho em luôn men vi sinh này hiệu quả lắm phải dùng đi phải thử đi mà một hộp trăm gói rất là rẻ luôn suy ra là được ba ba tháng mấy mà ai mà gia đình con cái mà nói chung dùng đi em nói thiệt nha chị nào đau bao tử á mấy chị thử ăn xong mấy chị dùng cho em một gói đi đỡ hẳn luôn á có những chị khách nhà em là bị virus hb trong cái đường dạ dày á mấy chị đi đi cầu đồ này nọ nè hoặc là những người bị ở chua nè ở nóng cũng vậy nó khó tiêu uống ngay một gói men vi sinh kiên trì trong vài tháng đi trời ơi em nói mấy chị ơi không phải em năn nỉ đâu nhưng mà em thấy khách em nhiều người dùng hiệu quả mấy chị đi ngang qua coi like của em mấy chị không biết em là ai nhưng mà mấy chị dùng thử đi em nói men vi sinh này đáng phải trải nghiệm rất đáng luôn và nên sử dụng luôn á mọi người rồi đợt em bán mà nhiều người mua lắm rồi trải nghiệm thử đi nha mọi người nha các chị yêu đây sử dụng uh, trải nghiệm men vi sinh này thử nha mấy chị nha rất là tốt luôn ạ à. ôi các trời ơi ai mê em mê dễ thương tổ. như thế này mà ai nữa nào livestream phẫn nộ bé gái vậy mọi người mua uh, men tặng uh, cái cây tài lộc uh, cái uh, men vi sinh là bao nhiêu chị hà thái 999 trăm chín gái yêu ơi men vi sinh mình đang xem với là chín trăm chín mươi chín chị nha có lúc chia sẻ được tặng một uh, cây tài lộc mấy chị nha bé nhỏ dùng nửa gói hay một gói luôn hé minh anh minh nguyễn Bé dưới 1 tuổi dùng nửa gói Còn bé trên 2 tuổi là dùng cho em là một gói như người lớn mình luôn Còn ai mà không tiêu khó tiêu Như bị em nha Một ngày em dùng một cho tới hai gói lận á à, Mấy chị không tin nha Đang bị tiêu chảy Mấy chị đưa cho cái người bị tiêu chảy đó Uống gói men vi sinh này cho bé anh sau khi mỗi bữa ăn một gói đúng một ngày là cầm không phải đi ra ngoài mua thuốc tây hay gì hết luôn nó hay lắm cái này mấy chị ơi mỗi nhà phải có nên một hũ để để dành dùng cái đường tiêu hóa nó kém mấy chị ăn uống mấy chị ngủ nghỉ mấy chị không có làm được cái gì đâu mấy chị cứ suy nghĩ đi mình đi tà rẹt cả ngày là mình mất nước mình mệt là mình không có sức mình làm rồi nói thì tốt lắm nên trải nghiệm đi mọi người <laughs> à, chị sông thanh chị chờ này lâu lắm rồi nè mẹ chị bón đêm qua cho uống nhà chị khen ngon quá trần luôn em cảm ơn chị sông thanh à, tiền đồ gửi qua phương là chết cha phương rồi nên không mua nữa đâu <laughs> à, vậy chờ cây tài lộc về mình lấy chung với men luôn hả dạ chính xác chị sông thanh ngày nào cũng bị bé đẹp vụ riết hết tiền chị <laughs> chị bùi dương bé chị phá án minh anh hì hì tốt không chị má tốt không mấy chị nếu như không tốt mấy chị đâu có khen như vậy đâu, tại vì em khẳng định loại này em bán là đợt này ngon, chị Tê Ly nói loại này ngon hơn đợt trước, loại này ngon lắm á, ngon ơi là ngon luôn, em bán nhiều loại lắm, rồi chốt men vi sinh cho mấy chị ơi, đọc lại mấy chị đi đọc đọc tên lại cho mấy chị đi để mấy chị có tên nè, à. chị Hồi Linh một men có đơn à, có đơn chị hồi Linh Đa chị Hoàng Hòa em một có đơn à, rồi đọc đi đọc nhanh đi, một có đơn à. chị Minh Nguyễn một có đơn à, chị Cô Mai May mắn một có đơn à, chị Tam hồ một có đơn à. Rồi qua nha Rồi vừa qua nha Chị nào mà comment họ không thấy đọc thì comment lại giùm em nha Rồi bây giờ em qua Em sẽ tư vấn qua cái này nè Bây giờ bé 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 Minh Anh sẽ qua tư vấn qua cái này cho mấy chị nè Để mấy chị trải nghiệm nè Đây Đây Bây giờ em sẽ qua em tư vấn cái này cho mấy chị Cây đem để đây cho mấy chị nhìn ha Rồi đẹp lắm mấy chị ơi Số 1 luôn Các chị đẹp chị nào còn đang xem like Chia sẻ like mạnh tay giúp em nha mấy chị nha Đây Bây giờ em sẽ qua cái này Ở quên ai còn hỏi gì nữa không Comment giùm bé anh đi Để bé anh tư vấn luôn nha mọi người Tại vì nhiều khi em livestream em không có nhớ Ai mà có hỏi gì mà nãy giờ em chưa có trả lời Mấy chị cầm lên lại giùm em ơi Nhiều khi chúng cái lúc mà em đang tư vấn cho mấy chị á Mà mấy chị quên Em em quên trả lời á Mấy chị cầm lên lại giùm em nha Em để cái cây ở đây cho mấy chị nhìn lại nè Rồi mấy chị thấy không ạ à? Đẹp lắm mọi người ơi hôm nay các chị đã có đơn trong livestream ngày hôm nay được tạo một cây tài lộc nha mấy chị nha mà phải công nhận là nhìn nó có duyên thiệt nhiều khi em thấy cái 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 id của em cũng thông minh thiệt là em không có nghĩ ra luôn á tại vì em lấy cái ý tưởng này là từ cái cây bùa đề xong rồi em mới nhớ tới là cái cây phong thủy thế là em mới tạo ra được thành cái cây như thế này nói chung là đẹp Nói chung nhiều khi mình thấy mình cũng ờ <laughs> à, cũng ok. Ấy à, mấy chị thấy không? Nhiều khi em thấy em cũng sáng tạo dữ à Ý tưởng của em đó. Ý tưởng của em đó mọi người. Chị Bé thì một em vi sinh có đơn ạ. À? Thạch giảm cân còn không hé Minh Anh. Trời ơi giờ nhắc tới thạch giảm cân hả? Thạch giảm cân giá cao à nghe. À? <laughs> khi nào cây về hú tiếng chị nha. Uh, chị uh, chị minh nguyễn uh, chị bé hiền một men vi sinh ghi tên chị bé hiền vô đi để tính luôn quà tặng cho chị bé hiền uh, chị hà thái bé anh uh, bé anh ơi nguyễn thu thảo mua một cặp sữa tắm không thấy chốt vậy chốt rồi hà thái ơi hà thái ơi hỏi lại chị thu thảo đi nhân viên nói chốt rồi <laughs> chốt rồi nha chế yêu ơi bây giờ nếu như ai đã có men rồi mà vẫn muốn nhận quà thì em like tiếp một cái sản phẩm này cho mấy chị Đây là một cái sản phẩm em nói mấy chị là khá là tốt luôn và đặc biệt người phụ nữ nữ nào cũng nên cần hết Em em thấy em like em là em da em dẫn luôn những cái sản phẩm này em đề cao cho mấy chị nên sử dụng Cái này em nói mấy chị ơi ok lắm Đây là nội tiết tố Ai mà đang khô hạn nói chung không phải khô hạn là mình dùng đâu Em nói thiệt nếu như cơ địa của mấy chị nó không có được uh, như người bình thường hoặc là mấy chị muốn cân bằng cái nội tiết tố mấy chị dùng cho em cái này cái này mình điều chỉnh cho em mỗi ngày luôn nha mọi người ha đơn tối nay là em sẽ không dồn qua cái live stream nào hết đơn tối nay là những cái đơn riêng khi cây về là em sẽ tách đơn và em sẽ đi riêng hết tại vì mấy chị ơi cái cây này nó rất là nặng em không hỗ trợ em dồn thêm nhiều cái sản phẩm khác vô được nó sẽ bị bể nên mấy chị lưu ý giùm bé anh một điều Là cái cây này là mai em chốt xong là em sẽ in bill ra Em để riêng hết em gửi file bưu điện Rồi tới khi hàng về em chỉ đóng hàng thôi Em sẽ không dùng bất cứ một cái gì vào trong cái sản phẩm này hết Đóng hàng nó bị bể hay như thế nào là em không hỗ trợ lên được đâu Nên mấy chị lưu ý giùm em à, Có chốt nano tặng cây tài lộc cho chị không em Chị Hạnh Dung Chị Hạnh Dung có comment không? Có, có chốt cho Hạnh Dung Sữa dê Sữa dê thì có khoảng là tầm vài ngày nữa Tại vì hàng Hàn Quốc nó về tùy đợt lắm Cũng không biết được Nhưng mà vài ngày nữa là có rồi Nghe nói cũng sớm lắm Chứ không có trễ đâu Tại vì quan trọng là tới rồi Nhưng mà phải đợi thông quan đồ này nọ nữa Chết Nguyễn Thông cảm giùm em ha Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị cái này Đây Dùng cái này đi Nhớ làm hai vòng nha Em có chụp lại Em có chụp lại ở chị Song Thanh Ngày mai bé anh hỏi Huyền nó để đâu Đây các chị thấy cái viên này không nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha cứ một ngày dùng một viên cái viên này gọi là quanh ở đây là một ngày dùng một viên thôi quanh ở đây chị phạm thị hà hà chị đặt sản phẩm gì comment trên like để với anh tặng nha à, mua tăng lực có tặng không dạ không tăng lực hôm bữa là em tặng rẻ lắm rồi chị hà thái tăng lực em còn được mấy lốc là em hết luôn rồi nè tăng lực hôm bữa em cho mấy chị luôn á tăng lực em bán hai trăm mấy lận. hôm bữa em tặng tăng lực còn có trăm rưỡi hả là em bán lỗ rồi em không có tặng được vừa đi chơi vừa coi like nên nghe hộp hửi luôn nhờ gây giùm em nội tiết tố đi uống cái này không nóng không có mầm đầu nành không bị to cái u nang u sơ hoặc là những chị nào đang có khối u hoặc tuyến giáp trong cơ thể của mình đây là nội tiết tố cân bằng nội tiết tố nữ hoặc chị nào đang khô hạn Hoặc chị nào đang bốc hỏa Hoặc những chị nào nói chung bị chết Chết là nó cũng sẽ bốc hỏa Và sinh ra làm trong cơ thể của mình rất rất là nóng Mấy chị nên uống nội tiết tố đi tốt lắm Mua men vi sinh có tặng gì không Mua men vi sinh bé anh tặng cho mấy chị một cái cây tài lọc Như hồi nãy em đã hứa Khi nào thì cây về 10 ngày nữa chị Trần ngon ơi Thông báo là 10 ngày Hồi nãy em tính tặng 20 người đến 30 người mà đã lên là ba mươi mấy người rồi nên là em tặng em khoảng 10 ngày nữa em sẽ về trả đơn cho mấy chị 10 ngày nữa em tách bill em không dồn đơn vô bất cứ cái like nào hết Ngày mai em chốt xong em in bill hết Nên mấy chị lưu ý giùm em Đây là hàng dễ vỡ Nên là em muốn đi là cho nó yên tâm luôn Chứ nó có bể là em không có tiền em đền cho một cái cây như thế này đâu Mắc lắm mọi người ơi Một cây này em tặng mấy chị là cũng tiền không rồi chứ không có rẻ Nên ai mua hàng thông cảm giùm em nha một hộp này nó có chứa cho em là hoa anh thảo bên trong nữa Loại này uống không nóng Ai muốn dùng cờ minh Một hộp này là một liệu trình Một hộp này sẽ uống được 3 tháng Một hộp này là 100 là 90 viên Em cứ nhầm nha, 190 viên Uống được 3 tháng cứ một ngày dùng một viên Nguồn nguyên liệu chủ yếu nó ở, ở Canada hết Cái này hàng này nhập từ Canada Rồi nó được đóng gói và nó bán xuất xứ tại Hàn Quốc Nguồn nguyên liệu uh, tinh dầu anh thảo của Hàn Quốc luôn và đặc biệt cái 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 này nè được có cái chứng nhận FDA là bằng sáng chế của Hoa Kỳ nên sản phẩm này được xuất qua bên nước ngoài luôn những cái nước lân cận một hộp này ai lấy cờ bên đã xa lắm mọi người ơi tháng tư năm 2024 nha uống được 3 tháng hộp triệu hai một hộp hôm nay ai lấy nội tiết tố em tính mấy chị là còn 999 ngàn một hộp nội tiết tố luôn đi ạ. À. 999 ngàn một hộp nội tiết tố nha mấy chị nha. 999 uống được 3 tháng, lâu lắm luôn á chứ không phải ít đâu. Ai có đơn nội tiết tố tặng cho mấy chị một cái cây uh, tài lộc. Ok chưa? Giá quá nha mấy chị. Mang vi sinh là có cặn với tay tặng với cây tài lộc mọi người ơi. Hồi nãy em thấy ai comment gì mà em chưa có đọc. Chị uh, chị gì comment ở bên trên nè trôi mất tiêu rồi không thấy comment vậy ta Mấy anh xin giúp chị nha Ok chế trang Huỳnh Chị uh, Thu Anh Một men vi sinh ghi chị Thu Anh đi Chị Thu Được. Anh có đơn à. Ghi Thu Anh vô Ok có đơn cho chị Thu Anh Ai lấy nội tiết tố comment nha mọi người ha 999 ngàn Có đơn nội tiết tặng cho mấy chị thêm một cây tay lọc đội tuyết tố nha mấy chị nha đem anh sale với giá là 999 ngàn một hộp nội tuyết tố à nội tuyết tố này uống rất là tốt nha mấy chị nha có chứa hoa anh thảo khi mình uống là sẽ không có bị nóng nha mấy chị nha cái này dễ nhớ lắm cứ một ngày dùng một viên có những loại nội tiết là một ngày mình dùng 2 đến 3 viên tùy cách bữa nhưng mà loại này thì nguyên nói chung là cái 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 gọi là cái mờ gam của nó là đủ một ngày chỉ cần dùng một viên trên cái sản phẩm nó ghi là quanh đây nè mọi người quanh ở đây cứ một ngày một viên là đủ Mấy chị dùng duy trì cho em và đặc biệt nhất những người lớn tuổi Hoặc đó là những cái giai đoạn tiền mãn kinh Mấy chị uống cái này cho em cũng rất là hiệu quả Siêu ok luôn Ai lấy cứ ghi là nội tiết giùm em nha mọi người nha Nội tiết tối cho mấy chị nha 999 ngàn okay, một hộp Ok chị Hiền Trần một nội tiết ghi tên Hiền Trần Chị Hiền Trần một nội tiết à Chị Dung Phạm một nội tiết à Dung Phạm một nội tiết có đơn luôn chị xin đi hình một nội tiết tối à Ai khách mới chia sẻ đi Tốt lắm mọi người ơi Tốt ơi là tốt luôn, vậy là chị Tin xin đi hồn được sáu cây tài lộc rồi đó. Trời ơi dữ vậy. Mua mà trải nghiệm thử nha, uống được 3 tháng nhưng rất tốt, không bị nóng, không bốc hỏa. Và đặc biệt nữa không làm mấy chị mệt mỏi, riêng về cái này nó sẽ còn làm đẹp da nữa mọi người. Cái này thì mấy chị ơi đắt xa nha, đắt của nó được tới tháng mươi 2024 tháng 4. Tất cả đều hàng là đắt mới tinh dầu hoa anh thảo cũng uống một ngày một viên hả em tinh dầu hoa anh thảo một ngày một viên nhưng nếu như mà chị bị khô hạn nhiều thì mình có thể lên tăng cường là hai ngày một ngày hai viên chị hiếu nguyễn ạ à. cái này là chỉ cần một ngày dùng một viên loại này một ngày dùng một viên nói chung là thành phần cao á nên một ngày mình chỉ cần dùng một viên mình không cần phải dùng hai viên nha còn tinh dầu hoa anh thảo hộp một vàng. Nếu như mà ai mà khô quá, mấy chị khó chịu hoặc là những người nào mà hay 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 bị nổi mụn nhọt nhiều quá, nội tiết tố thay đổi thì mấy chị một ngày dùng được hai viên cho em nha chị Hiếu Nguyễn ha. Ai lấy bên giùm em ghi là nội tiết tố. Tốt lắm mọi người ơi, hiệu quả cực kỳ. Nội tiết tối cho mấy chị nha, uống rất là tối Mấy chị đang mang sale với giá là 999 000 một hộp à Có chị sẽ được tặng một cây tài lộc với nha mấy chị nha Giá quá hồi luôn à Dạ ok, chị xin đi hình Ok, chị Loan Trương, một nội tiết tối, một men vi sinh Ghi tên Loan Trương luôn nè Đấy Ai cách mới các chị ơi cứ chia sẻ giùm em Chị nào không thấy em comment Đọc lại comment lại lần nữa giúp em là được nha mọi người nha Chị Nguyễn Tú một nội tiết có đơn à Nguyễn Tú một nội tiết có đơn Chị Vân Hà một nội tiết có đơn à Rồi qua nha Bây giờ ai hỏi gì comment đi em tư vấn tiếp cho mọi người nè. Ai ai hỏi gì comment đi em tư vấn tiếp nè. chết rồi bán nhiều quá. Sản phẩm nào thì cho bên biết nha mấy chị nha. Chị nào xem like, thì chia sẻ like tay với em ạ. À. Cái uh, nano này nhớ nha. Các chị ơi dùng cho em một ngày. Dùng cho bé anh là mỗi lần một bữa tối. Nhưng nếu ai ở nhà nhiều muốn làm trắng da nhanh thì mấy chị nên dùng cho em là sáng dùng một bữa tối một dùng bữa nhưng nếu mình có đang dùng thêm nhiều loại khác thì mình dùng tối thôi nhưng mà cái này thì nó trước uh, nó trước cái này thì mấy chị dùng trước khi mấy chị uh, dùng cho em là dùng kem dưỡng hoặc là serum nhớ nha nano siêu vi nano này rất hiệu quả dùng cho em mỗi ngày đừng quên coi như đây là một cái thức ăn vào trên da có cái này là tiền đề để nó đẩy những cái kia nó hấp thụ vô da nhanh nhất nên mấy chị nhớ phải dùng nano nha thật sự em rất thích nano luôn nhưng mà đợt đó nó không có sale nó sale là em gom luôn á mọi người nên mà ai chưa có ai chưa dùng thì nhớ dùng cho em siêu vi nano tinh chất làm trắng tinh chất trị thâm tinh chất trị nám tinh chất cấp ẩm nó sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn đề trên da và đặc biệt cân bằng độ ph kìm dầu trên da luôn nha mọi người ha mọi người ha Siêu, siêu nan, mấy chị ơi thì mỹ hoa hơn xui và... nha nhị hoa nếu còn vui thì em chốt tại vì nhị hoa hồi nãy là nó nó khách đặt quá trời rồi chị ngọc thái uh, chị hết tặng vòng <laughs> chị ngọc thái được tặng vòng nhiều lắm rồi mà bây giờ chị vẫn mê tặng vòng chị hiếu nguyễn một men vi sinh uh, ờ chốt chị hiếu nguyễn một men vi sinh xong rồi sơn cái cây tài lộc ok nhớ nha cây tài lộc này là 10 ngày mới trả đơn hàng và không dùng đơn nha mọi người nha em sẽ ship riêng vì đây là hàng dễ vỡ cái này nó nặng lắm uh, nano sau xịt khoáng đúng rồi tẩy trang uh, sữa rửa mặt Xong rồi dùng cho em là toner Rồi có người dùng xịt khoáng Xong rồi mới dùng toner Xong rồi lộn quên toner xịt khoáng rồi nha Có những người dùng toner không Có những người không dùng xịt khoáng Nói chung tùy mấy chị Xong rồi dùng nano Nói chung nano là cái bước tiền đề để, để xong rồi mấy chị dùng nano Xong mấy chị hãy dùng serum Rồi mấy chị mới dùng kem dưỡng Dùng kem để nó khóa lại cái độ ẩm trên da nó siết lại, còn nếu như mà mấy chị không dùng kem là nó bay hơi. Nên có những người nói em ơi sao chị dùng serum xong mà mấy chị không dùng kem thì da chị nó không có hiệu quả. Tại vì sao? Nó bay rồi. Mấy chị phải dùng kem cho nó khóa lại. Nó đẩy cái tinh chất trong da, da mấy chị nó mới màu đẹp được. Và bên bên cạnh nữa, muốn có làn da đẹp là mấy chị phải kết hợp uống thêm cho em collagen tại vì collagen sẽ giúp cho tóc móng tay chắc khỏe và đặc biệt nữa nó là giống như cung cấp cái độ bé hai trên da người của mình á trên da người mình là nó 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 có cái thành phần nó cung cấp nó kéo nó kéo những cái tế bào gốc ở trong da mấy chị nên có những người da xấu người ta phải uống thêm collagen nữa muốn có được làn da đẹp là phải uống thêm collagen cho bé đẹp nha mọi người nha ok chưa mọi người rồi để đây cho mọi người xem lại hôm nay các chị có sản phẩm nào trong livestream thì hôm nay sẽ tặng được một cây tài lộc cho mấy chị nha chia sẻ lại like thật nhiều giúp em đây cũng coi là một món quà tết đó còn từ đây tới tết có quà gì không thì không biết à, năm ngoái thì em có ra lọc và em có tặng cho khách là cái túi lọc thì à, năm nay có những chị nào là khách mới của em thì mấy chị cứ coi like à, từ đây cho tới à, năm sau em không hứa là thường thường thì em sẽ ra lọc cái túi lọc đó trước 30. Mấy chị có cái túi lọc đó mấy chị để, để cho em ba mùng thôi. Năm nay ai là khách mới của em mấy chị sẽ nhận được túi lọc của em. Năm nào cũng làm cho khách hết và em có làm sỉ luôn á. Em có làm cho người ta để người ta bán á. À, mấy chị coi live thường xuyên đi để được nhận quà. Mình xài kem dưỡng rồi tôi rồi tới nạ ngủ được không bé chị Hoa Ngọc? Nạ ngủ em khuyên chị Hoa Ngọc một tuần chỉ dùng 2 tới 4 hai hai lần thôi đừng dùng nhiều tại biết làm sao không hôm nào mà chị muốn dùng nạ ngủ thì chị đừng dùng kem dưỡng tại vì nạ ngủ nó cũng là một cái lớp thay thế cho kem dưỡng luôn nếu như chị đã dùng kem dưỡng rồi mà chị lên thêm một cái lớp nạ ngủ nữa da chị nó không thở được vài bữa nó sẽ lên mụn Và nó nổi cộm cộm lên trên da cái đó nhiều người không biết rồi lại đâm ra người ta lại chê cái sản phẩm của người khác tại vì sao mình dùng không đúng cách mấy chị dùng ít quá thì cũng không đẹp mà mấy chị dùng nhiều quá thì nó cũng quá liều lượng nên khi mà em bán kem hoặc em tư vấn kem dưỡng thì em cũng mong rằng mấy chị và xài cái gì cũng vừa đủ thôi, không ép không thúc đẩy mấy chị phải dùng nhiều loại, tại vì dùng nhiều loại da mấy chị không thích nghi được, nó không thở được, nó cũng sẽ gây kích ứng hoặc là có những người lên mụn nên có nhiều người không biết cái quay qua chữa sản phẩm không có tốt, thật sự là rất là có nhiều trường hợp như vậy luôn nên là mấy chị dùng mấy chị coi kỹ đi nha, ai không biết gì cứ comment cho like cho em đi là được rồi. Mấy chị đẹp muốn lắm. tư vấn cái gì thì mấy chị cứ comment cho bên em biết nha mấy chị nha Hôm nay các chị nào có đơn cho mày like ngày hôm nay sẽ được tặng một cây tài lộc này nha mấy chị ừ. nha Đẹp không? Thích lắm á Sao em nhìn hoài mà em thích lắm luôn á, nhìn nó có duyên giả mang luôn á mấy chị Cây tài lộc này rất là đẹp luôn mấy chị, kết hợp rất là nhiều loại đá tiếp nha mấy chị nha, thu hút tài lộc rất là tốt luôn à cái ông Phật chú tiểu này cái cái, cái gọi là cái cái gọi là sao ta cái vái tay rất là dày. Oh. Nói chung là nhìn đẹp đẹp lắm, đẹp lắm mọi người ơi, đẹp lắm, tự nhiên thích lắm, <laughs> hết lắm. Đây, đây là cây tài lộc. Có một cái sản phẩm nữa, đó chính là cái uh, mẹ quan âm. Nói chung là em bán uh, đủ thứ hết. Cái này thì uh, em uh, em bán khách sĩ cũng được lắm, mà em bán khách cũng có lọc nữa. Cái mẹ quan âm. Cây tài lộc này là em để đây nha Chị nào cần tư vấn các chị cứ comment trên like Ủa dễ thương quá luôn á Cây này thấy ghét ha Nhìn hoài mà vẫn thích Cây này nói gọi ai mà lại xin lại em không cho đâu Em để đây em chừng Mấy mốt mấy chị muốn lấy em lấy cây khác <laughs> Nhớ nha Ai mà nhận cây này là em khẳng định mấy chị sẽ nhớ em hoài luôn á Mấy chị nhìn vô cái cây là mấy chị nhớ tới em liền Bảo đảm mà mấy chị về mấy chị nhìn cái cái, cái chị cầm cái cây thôi mấy chị thấy nó cũng chất lượng nữa đẹp ha em nói mấy chị nghe nha em quên nữa nhiều khi ship hàng á mấy chị nhiều khi ship hàng á này nè em chỉ mấy chị nè nhiều khi nó vậy nè đó nó bị bẻ cái cây xuống vậy đó mấy chị tự nắng nó lên nha cái này là mấy chị nắng được nha mấy chị tự nắng nó lên nha nhiều khi ship hàng á nó 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 gọi là sao ta nó bẻ nó bẻ tại vì mấy cái này làm làm bằng kẽm mà kẽm kẽm sắt mà à, kẽm bằng đồng á nên là nhớ nha nếu mà nó bắt có cụp xuống thì mấy chị tự, tự 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 bẻ nó lên còn bán gì không minh anh chị cô Mèo cô Mèo muốn bán gì em lên đó luôn nè em tới luôn với chị cô Mèo nè <laughs> à, à mình thiết kế rồi tự khen mình luôn Tại biết sao không, mấy hôm nay em làm sao em thấy em tâm đắc quá nên em vui lắm, em khen em hoài Sáng giờ em coi lại cái video clip em đăng mấy lần, mấy chục lần luôn á mấy chị Coi lại mà vẫn thấy đẹp Nhiều khi thấy mình cũng hay Tự nhiên suy nghĩ ra, nghiên cứu Phật nằm trên lá bồ đề Thế là mình lại suy nghĩ ra mình làm một chậu hoa như thế này Trời ơi, nhiều lúc cũng thấy mình cũng được chứ bộ Đầu óc mình cũng được chứ bộ chứ đâu có tệ Đẹp lắm luôn em suy nghĩ cách đây một tuần rồi đó em mới lên cho thợ làm á mấy chị rồi hả em nói thiệt mấy chị may mắn lắm kiếm được một cái ông biết viết chữ thư pháp chứ đâu ra quen được người, người ta viết được chữ thư pháp cái này phải thuê người viết nè đó nói chung là mọi sự đến với em nó cũng có duyên nên là em nghĩ là cái cây này là cũng là cái cây tài lộc phải đặt là cái cây duyên lộc mới đúng nhìn vào là thấy nó có duyên rồi nhìn lên cảm thấy nó bình an thiệt sự luôn á còn bán cái gì nữa không? Có, em có bán cái này nữa nè. Em có bán tượng mẹ nữa nè. Khi nào tặng tượng Quan Âm vị bé để chị canh, chị Ngọc Trinh. <laughs> chị Ngọc Trinh canh cái tượng Quan Âm của em dữ lắm à. À phải mấy chị canh cái này không? Cho mấy chị xem luôn đi. Đưa cho mấy tượng nữa cho mấy chị xem luôn nè. Cái này là có của khách nữa nha. Của mấy chị là phải đặt á. Không có sẵn đâu. Ít ít thôi à. Rồi quay qua cho mấy chị coi nè. Thôi nhiêu đây đủ rồi Đủ rồi Rồi quay qua mấy chị coi nha Các chị đẹp các chị ra còn đây xem ra ra giúp em nha mấy chị Đây Này Rất là đẹp luôn á mấy chị ơi Quá xuất sắc luôn ạ à. Đây Đẹp không Hôm bữa chị có thỉnh 5 đồng xu của Minh Anh bỏ vào tủ Giờ chị nhận hũ muối hồng Chị đổi 5 đồng xu trong hũ được không Dạ không Để yên nguyên đó cho em đi chế ơi Đừng đổi gì hết Phải chị hỏi cái này không Phải ai hỏi cái này không mẹ quan âm nha mấy chị nha nhìn rất là đẹp luôn ạ chị các chị yêu các chị nào có thấy đẹp thì cờ bên dưới đẹp giúp em nha mấy chị nha hồi nãy ghi tên khách chưa rồi. rồi từ từ đi đó cho mấy chị nhìn mấy chị chim ngưỡng xíu đây mấy chị chim ngưỡng xíu đây đây quan trọng mấy chị phải thấy một điều là cái tượng mẹ bên em làm mặt có duyên lắm mọi người ơi đó chết rồi mẹ được tô son luôn rồi <laughs> đấy mẹ được tô son luôn rồi <laughs> mẹ đang cường đó mọi người ơi đẹp không đây là nói chung là rất là bình an cái tượng này thì nó không to mà nó không nhỏ nó cũng vừa vừa mình có thể đặt ở trong nhà mình đặt trên bàn thờ cũng tốt cái này thì có những chị ví dụ như bàn thờ nhỏ lắm người ta chỉ cần thỉnh một cái tượng thôi người ta trưng á nói chung cũng trong tâm của mình là được rồi cái ý nguyện của mình rồi là nói chung là những nói chung những cái gì mà mình về tâm linh á thì mình 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 mình, 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 mình tin tưởng và mình tin là nó sẽ tốt thôi à, đẹp xuất sắc chắc nay chị mất ngủ rồi bé <laughs> đẹp không mọi người đẹp ha À, nhìn mẹ có duyên lắm mấy chị Nhìn mẹ rất là phúc hậu luôn Đẹp cực kỳ Em nói mấy chị chứ không phải em nói xạo nha Đây nào để em chia sẻ về phong thủy cho mấy chị luôn Cái này là em chia sẻ thiệt Em nói mấy chị mấy lần rồi à, Em đi coi bói 10 người Nói là 10 người hơi quá đi ba người Thì cũng mấy người Cũng có mấy người là nói mặt của em là nói chung là à, Có mẹ quen âm độ Rất là tốt, rất là cao luôn mà nhiều khi em không biết em nói thật sự nhiều khi em cũng biết mà nhà em cũng có thờ nhưng mà ví dụ em qua shop thì em chưa có thờ thì chị khách nói chung cũng có vài người nói thôi em làm cái bàn thờ nhỏ cũng được Nói chung em trưng mẹ lên mình không có thời 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 gian hấp nhang cũng được nhưng mà mình cầu xin rất là tốt Nói chung là em để ý là đợt nào nha em bán cái mặt dây chuyền mẹ quan âm hoặc là em tặng cho khách mặt dây chuyền mẹ quan âm kiểu giống như người ta nhận người ta cũng có lọc hết á mà bà người ta nói chung là bình an á nói chung là người ta tin tưởng nói chung là mấy chị thỉnh phong thủy là mấy vị phải tin tưởng thì mấy chị mới cảm nhận được có lọc chị thích tượng mẹ lắm mà nhà trọ không thỉnh được không có chỗ để chị đổ bích đào thật sự á có những chị khách nhà em coi like em giống như là 10 năm mới gặp một lần đâu phải ai cũng có tiền hết đâu có những chị khách ví dụ như người ta có điều kiện người ta rảnh hoặc là người ta làm việc nói chung là mỗi người phải có cái công việc riêng người ta đi làm người ta có tiền rồi nhưng mà có những chị là em nói thiệt với mấy chị khổ lắm á em có nhiều chị khách cũng không có khá giả đâu à, người ta cũng tâm sự người ta cũng chia sẻ có những chị khách nhà em bây giờ em nói thiệt là em nói thiệt mà like mười lăm hai chục cái like ba chục cái like chỉ mới mua được một lần nhưng mà nói chung là người ta rất là dễ thương. Nhưng nói chung là học nhiều người không có tiền nhưng mà người ta thiệt tình lắm nên em rất là thích những chị như vậy luôn á. Chứ không phải là mua hàng là em vui đâu, thật sự cũng có người này người kia chứ. Nhưng mà nhiều người ta rất là thật tình, em cũng rất là quý. Thì hả? Chị mà có tiền là chị gom, chị chị khách nó vài chị luôn. Chị gom phong thủy của em, chị mua, chị mua xong rồi về chị đặt niềm tin. Có những khách nhà em đâu có nhà đâu, người ta cũng ở chung nhà má chồng nè, có chị chia sẻ ở chung nhà má chồng. Ờ, có chị cũng ở nhà trọ, nhà thuê, má chung không phải mình đừng nghĩ là ở nhà trọ không thỉnh được. Em nói mấy chị, bất cứ ở đâu mấy chị thỉnh còn được. Em nói thiệt nha, ở trên đường 3 tháng 2 nha, có cái ông kia ổng không có nhà luôn á, mà ổng lúc nào cũng cầm cái tượng mẹ mẹ Quan Âm theo bên mình ổng hết á. Nói chung mấy chị đem theo bên mình hoặc là mấy chị Ờ, để trưng ở đâu đó trong nhà là đã gọi là quý rồi như sóc của em em đâu có làm bàn thờ trưng mẹ đâu em cũng để trên kệ thôi nói chung cái nguyện của mình là được rồi mấy chị đừng có suy nghĩ nhiều quá có nhiều người người ta cũng đâu có kệ hoặc là người ta như thế nào người ta trưng đâu người ta vẫn thỉnh bình thường có tin là có lành mấy chị ơi mà đẹp ha em phải công nhận cái màu nhìn nó kiểu nó ngọt ngào ấy nhìn nó nhẹ mà mà nó không có uh, chối loá rất là xinh luôn em mà nói thiệt mấy chị em có lọc là em tặng nữa rồi mà mấy hôm nay chưa có tiền lắm thiệt sự không phải em than đâu nhưng mà em nói thiệt mấy chị nói chung chi trả nhiều thứ lắm nhiều khi mình thấy mình bán được nhưng mà mình đủ thứ hết do chị sợ để không đúng chỗ chị đổ bít đào không có đâu chị để những nơi cao nhất những nơi chị nghĩ là trang nghiêm nhất có những chị khách nhà em em nói thiệt nha Uh, nhà nghèo lắm, không có bàn thổ địa luôn á, chỉ nói là nhà chật lắm, nói chung ở bốn uh, người mà không có bàn thổ địa luôn, chỉ uh, mua ốc anh vũ của em, chị cũng để trên cái đầu nắp tủ lạnh á, em nói thiệt mà, uh, nói chung là nói chung nhiều khi mình thấy mua nhiều khách mua trên like vậy thôi nhưng có những người người ta rất là nghèo luôn, thật sự, chị nói chị không có tiền nhưng mà chỉ coi like chỉ tin quá, tại vì chỉ thích quá nên chỉ mua. Có nhiều người như vậy mà nên mấy chị cũng đừng có bận tâm là ví dụ như thế nào mình đợi cái nơi nào mình nghĩ là nó cao nhất à, mấy chị tâm linh nhất thôi. Có nhiều người nhà nghèo lắm luôn á mà người ta cũng đặt đại ở chỗ nào đó nói chung nói chung là đừng để nhà vệ sinh hay gì là được rồi. Mấy chị để nơi sạch sẽ cái là được rồi, không không ảnh hưởng gì đâu. Ờ nhiều người người ta thỉnh cái này người ta để trên xe ô tô nữa, tại vì có những người người ta lái xe mà người ta làm nghề người ta chạy rác nè, hoặc là người nhiều người người ta chạy xe du lịch nè, người ta vẫn thỉnh cái tượng tận tượng này người ta để, người ta dán, người ta ịn lên trên xe luôn. Đó, hy vọng là mẹ mang lại nhiều niềm vui và may mắn. Nhà chị thuê 18 m vuông mà hai vợ chồng hai đứa con. Em có chị khách nhà cũng giống vậy, cũng ở nhà thuê nói chung cũng khó khăn lắm, không có dư giả nhiều nhưng mà à, em tin là phong thủy nó đã ảnh hưởng lắm. Chị để trên tủ lạnh được không? Thật ra chị khách đó chị cũng để vậy nhưng mà đừng có để đồ ăn bánh kẹo gì trên nắp tủ lạnh là được rồi. Mình 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 khổ mình sợ hoặc là mình như thế nào nhưng mà trong tâm của mình tốt là được rồi, không nhất thiết phải uh, cầu kỳ quá đâu. Cái này thì em chia sẻ thiệt, tại vì có những khách nhà em không có nhà riêng ở chung nhà với ba má chồng Chỉ ở trong một cái phòng thôi là nguyên gia đình ở nhưng mà người ta cũng bình thường à nên mấy chị ơi cũng đừng có uh, suy nghĩ nhiều quá biết đâu lại có mẹ về mẹ lại che chở đem lại nhiều may mắn tài lộc mà em khẳng định nha mẹ nhà em em đa số luôn tượng nào khắc mặt cũng rất là rõ tượng Phật mẹ rõ nét mặt rất là thanh nhã nhìn có phúc có hậu nói chung là nhìn đẹp á chứ không có xấu không có mặt mờ có nhiều người người ta làm tượng phật không nhưng mà nhìn nó không có ra rõ nét ha. mình cũng không tốt nha mình thị phạm là phải đẹp khi mấy chị thỉnh nó mới tốt được nó chung xinh lắm đẹp cực kỳ luôn á mấy chị nhìn rõ mắt không đẹp lắm đây phúc hậu cực kỳ đây đó em để đây mấy cho chị xem đẹp lắm mọi người ơi tượng nào cũng như tượng nào á đó đây đúng rồi đóng cái bàn gỗ thôi em chỉ nè dễ lắm đóng uh, bắt hai cái ông vít lên bắt hai cái ốc vít lên để hai cái, uh, cái 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 băng cái băng giống như vậy nè đó xong rồi để uh, để mua một cái miếng gỗ thôi. Để lên để mẹ ở trên thôi là được rồi không cần phải cầu kỳ đâu nói thiệt không cần phải bàn thờ bàn thiết đâu để lên trên đó thôi uhm, cái này em nói thiệt nha có ai người ta có nhu cầu thì người ta thấp nhang có nhiều người người ta không có thấp nhang mấy chị chỉ cần đem mẹ về mấy chị gọi là mấy chị trong tâm của mấy chị là được rồi có nhiều người người ta dạy đó em nói thiệt nhiều khi yêu em mà em về nhà mẹ nhà em là thờ mẹ mẹ quan âm rất là lớn luôn mà nhiều khi em về em nói thiệt với mấy chị nhiều khi mình không có thời gian nên nhiều khi em em cầu em xin cái gì là em đứng em chắp tay em xin thôi không cần phải nhiều đâu nhưng mà mấy chị có tâm là là mẹ đổ đó chị làm công việc đổ tượng phật nhưng đổ bằng đồng tượng lớn bằng tấn với tạ tạ không nên không có tượng nhỏ để thỉnh về dạ đúng rồi vậy là chị cũng làm công việc như vậy luôn nên chị cũng biết ha mặt mẹ đẹp quá đẹp không xin ha nếu như mà có duyên thì em sẽ tượng mẹ thì em không hứa tại vì tượng mẹ em có ít lắm em mà có duyên thì <laughs> em tặng rồi có ai thích không có ai thích tượng mẹ quan âm không các chị cho em xin comment đi để em biết coi bao nhiêu con tim đang ấp ủ nãy giờ mấy các chị nào thích phật mẹ quan âm mấy chị ơi, comment cho em biết mấy chị đẹp nhà. lắm nó tầm khoảng uh, 10, uh, 15 xăng Không bự mà cũng không nhỏ à... Uh... <laughs> nói chung mà tốt Đẹp cực kỳ Mà em để ý tay của em mà trao Phật cho ai Hoặc là trao mẹ cho ai là Nói chung là đều cảm thấy là rất rất là tốt luôn Em mà nói thiệt với mấy chị em mà làm được điều đó Là em còn phải nói Phước em để về dài Về sau Em nói rồi như em đã nói mấy chị á Phước báo đâu ai tự tạo ra nên có những người mới chỉ có học con nhà phật là biết lúc nào cũng biết cái câu phước là mình phải tạo hoài hoài mỗi ngày mỗi ngày nó mới có nó phải tích từng từng ngày từng ngày mình mới để dành mình xài chứ còn phước đâu ra mà có hoài kéo dài đâu mọi người nên có những người ví dụ như người ta nói vậy nè tại sao mà mình làm việc tốt nhiều quá mà tại sao nhiều khi mình thấy ông trời không cho mình được cái này cái kia là tại vì không phải là À, mình bất hạnh đâu mà do phước mình chưa có tới, chưa có có, chưa có cao. Nên mấy chị cũng đừng có bi quan quá, lạc quan lên. Em nói thì có nhiều khi em rơi vô cái bể, em nói thì mấy chị là bể cực khổ. Ai cũng có một cái nỗi khổ riêng hết, không có ai à, nói chung là cá ở trong trong hồ thì mới biết được. Không có ai biết được cái nỗi khổ của ai hết nên không có ai thấm được cái nước mắt của ai. Nên không ai biết mình có nỗi buồn như thế nào, nhưng mà em nói thiệt với mấy chị. Nhiều khi em có những nỗi buồn nhưng mà ví dụ như đối với người ta nó không là gì nhưng đối với mình mình buồn lắm, sao biết được? Em nói thiệt mà, có những người nói ơi có gì đâu mà buồn nhưng mà đối với mình mình buồn. Mỗi người mỗi quan điểm, mỗi người mỗi cái suy nghĩ đúng không mấy chị? Nhưng mà em nói uh, từ khi mà em về em suy nghĩ nhiều cái hái và em em coi Phật pháp rồi này nọ nói, nói chung là tâm mình cũng nhẹ nhàng hơn, nói chung cũng rất rất là nhẹ nhàng nói chung ok à, lắm mọi người ơi thích mẹ quen âm chị đổ bách đào à, thích tượng mẹ với bình tài lộc lúc minh anh đăng lên ước được minh anh làm chương trình với túi tiền để thỉnh về à, chị cô mèo thỉnh mẹ tặng bình tài lộc bình an hả bé đâu có đâu ai nói vậy đâu có đâu à, cái này em đang suy nghĩ là em không biết em có nên tặng không đây em suy nghĩ hoài luôn á, tại vì mẹ thì cũng mắc, mấy chị biết rồi. Um, một tượng như thế này thì giá nó không hề rẻ, mấy chị biết mà. Tượng này mười mấy xăng, mười lăm xăng, ở ngoài bán sương sương rẻ rẻ cũng phải cỡ chịu hơn rồi triệu mốt triệu hai, triệu ba rồi tùy chỗ. Nói chung là mỗi nhà mỗi tượng, tượng lên khắc lên cái mặt quan trọng là lên cái mặt mấy chị nhìn phúc hậu và đẹp là xinh. Tượng mẹ này chắc nhỏ hơn mẹ hôm bữa đúng rồi, cái này nhỏ hơn cái hôm bữa cái hôm bữa cao á cái này khoảng mười mười mấy xăng thôi mười lăm xăng thôi đây cái này là vừa nha cái này rất là đẹp lúc trước chị khổ lắm nhưng mà khi xem like của em thỉnh cặp ốc anh vũ về chị gặp nhiều may mắn và bình an lắm em cảm ơn chị đỗ bích đào mẹ đẹp quá cảm ơn chị đồng di lam tặng mẹ đi mới an <laughs> ngày nào em cũng tặng riết mà em nói thiệt với mấy chị lủng túi tiền luôn tính bán có thể đem ra tặng riết hoài riết người ta cứ nói ủng nhỏ này lên like ủa sao tặng hoài vậy trời các chị đẹp nào có thích mà anh tặng không mời cho em xin một cái comment cho mấy chị nha để em suy chị nghĩ để coi like thì chia sẻ like mạnh tay giúp em nha mấy chị nha tặng mà muốn hối chán luôn để em suy nghĩ coi em tặng mẹ ừ, sao cho nó hợp lý Uhm. Chị Thu Anh nó thích mẹ quen âm hả? Trời ơi <laughs> Giờ đầu bức tóc Đẹp quá mà lâu nay không dám xem Hello chị Tuyết Hoàng Hello mọi người Vậy em suy nghĩ ha Để em coi coi em có tặng nổi không Tượng mẹ mắc lắm mà hiếm lắm á Em tính bán rồi chứ em không tính tặng <laughs> không không có thỉnh mẹ tặng mình lọc đâu chết luôn á mẹ mắc lắm chị uh, Trịnh Tú Hồng bao nhiêu tiền uh, một tượng này em ra lọc trên livestream số đẹp đi ai lấy em tính uh, 999.000 một tượng hello chị Hiệp Phan hello chị Hiệp Phan tượng Phật mẹ quan âm cho mấy chị nha mang ra lọc với giá là 999.000 sơn nha sẽ sơn cho mấy chị làm từ lưu ly đẹp lắm bằng đá phong thủy để em coi câu này em like em bán gì em <laughs> thật sự với mấy chị luôn là không biết bán gì hết á. chị này còn đang xem like thì cho em xin một nút chấm cầm mình tương tác với chị nha mình bán gì mình tặng đây mấy chị gợi ý cho em đi để em suy nghĩ Hôm nay các chị muốn anh bán sản phẩm đó, thì cứ cầm bên Anh biết nha mấy chị nha. Vậy thì anh anh, uh, anh à. cái này em sẽ tặng 10 chị được không? 10 người. Ai mà khổ quá thì tỉnh mẹ về cho đời, cho đời bớt khổ đi. Làm trung tình tặng mẹ đi Minh Anh. Hôm nay mà em mà ra lọc mà em gieo duyên là mấy chị có lọc dữ lắm á. Thiệt mà. Để em suy nghĩ nha. Em suy nghĩ nha. Để em coi em bán gì đây à, uh... Chị đẹp muốn anh bán sản phẩm nào bán chị gì giờ em chị nhà. <laughs> em ý kiến em Hello trời. chị bích trăm mùi nãy giờ em like là em like nano nè em like men vi sinh nè rồi em like nội tiết tố <laughs> nhị hoa nghệ tây mà nhị hoa nghệ tây hết làm chương trình rồi collagen nước đi em chị hình mẹ về cho bớt khổ hì hì collagen nước đợt này giá cao lắm Hôm bữa em gia lọc và giá rẻ hồi nên em không bán collagen nước được nữa Mình ước thỉnh mẹ lâu lắm rồi nè mà chưa có duyên chị Tuyền lưu Dạ ok Chị Trịnh Tuấn Hồng Bớt giá đi chị Thỉnh chị Trịnh Tuấn Hồng Giờ dạ, em xíu đi <laughs> Thôi Em sẽ có 3 sản phẩm <laughs> Em sẽ có 3 sản phẩm Em sẽ like Trong cái like này để mấy chị thỉnh mẹ Mấy chị lựa đi nha à, Một cái là nano Một cái là nano đi Một cái là nano Một cái là protein Hợp nano đâu rồi Một cái là nano Một cái là protein Cái này là tốt sức khỏe lắm mà Protein sữa non sữa dê nè một cái là nội tiết tố nè đó em có ba sản phẩm em sẽ tính like mà em chưa biết các chị cho em xin comment đi với chị muốn mua gì quê chị đang bùng dịch dữ lắm à, chị lên coi like và ngắm phong thủy thôi và chia sẻ cho bé thôi em cảm ơn chị đồng nhi lam nhị hoa nghệ tây đi minh anh nữa nhị hoa nghệ tây nãy em tặng nhiều lắm rồi đây cái này là protein nè sữa non sữa dê nè Sao ai cũng thích nhị hoa dữ vậy ta Mấy chị ừ. cũng mang lên sản phẩm này hề cờ bên cho bên em biết nha mấy chị nha Nhiều người hỏi nhị hoa lắm luôn á Ủa em thấy em bán nhị hoa nhiều nhiều lắm rồi Thôi Ok Rồi được rồi Hôm nay em hoan hỷ luôn Kệ nó đi Tới đâu tới à, Có mật ong nữa Mấy chị muốn mua cái gì mấy chị comment nha Sao nhiều người hỏi nhị hoa quá hỷ Cái chị thích sản phẩm thì cứ comment em cho em biết nha mấy chị nha Rồi Được rồi Ủa cái này mình còn đơn nữa mà phải không Thôi kệ đi Lỡ rồi tới đâu tới đi giờ cũng không biết phải như thế nào nữa mà Tại vì do mấy chị hỏi nhiều quá thì thôi em làm luôn chương trình ok bán đại ha chị khổ quá này minh anh chỗ chị dịch quá không dám đi ra đường luôn nè bây giờ em sẽ tặng cho 10 người nếu như mà em thấy uh, cái này thì em không biết là có còn đủ không nữa tại vì khó về lắm cái này nó khó về lắm mấy chị ơi nó không có sẵn đâu mật ong mình còn không em mật ong còn không chị không cần uh, chị không cần gì hết chỉ cần có mẹ thôi chị trịnh tú hồng dạ ok hôm nay vậy thì hôm nay em uh, khúc cuối nha em không nghĩ là em sẽ tặng mẹ quen âm vào trong live stream ngày hôm nay đâu em chia sẻ thiệt mấy cái mật ong á nó gói sẵn rồi nè đây đây mật ong đang cầm trên tay Vậy thì hôm nay em sẽ có chương trình luôn Rồi ok Em sẽ lên cho mấy chị nhị hoa người tay trước Như lời mấy chị nói Em sẽ hỗ mấy, hỗ trợ cho mấy chị trong live stream ngày hôm nay Thì uh, ai coi like của em Thì coi like nhớ comment nhanh nha Em tặng em tặng cho 10 chị may mắn Có thể nếu như mà khó khăn quá Thì em sẽ lên tặng cho 20 người Nhưng mà nhớ nha Mẹ quan âm thì em xin hứa là cũng 10 ngày đi Tại vì em nói thiệt với mấy chị luôn Bây giờ em có ít thôi chứ em không có nhiều mẹ mấy chị muốn mà dư giả thì em phải bỏ tiền túi em ra em đặt thêm về chứ thật sự không có sẵn cái này phải đặt làm cái này làm khá là lâu cái này còn lâu hơn cả cây tài lộc nữa mấy chị Nói chung là nói chung là cũng hữu duyên lắm hôm nay ai coi like của em được mấy chị chốt nha rồi bây giờ em sẽ tặng trước nhị hoa nghệ Tây ghi lại đi ai comment nhanh tay có đơn lên cho em uh, cứu pháp nè tặng mấy chị trong livestream nè khi nào cũng được minh anh 10 ngày nữa uh, em sẽ tặng còn uh, những cái tượng mẹ này hiện tại nhà em còn được khoảng chưa tới 10 mẹ đâu khoảng 10 mẹ đi thì uh, ai mà comment sau thì uh, em tặng cho ít người nhưng mà phải 10 người nữa còn ai mà muốn có trước thì em có sẵn nhưng mà chỉ 10 chị thôi bây giờ ha ai lấy thì ghi giùm em nhị hoa ngả tay hồi nãy em đã like rồi em khỏi hỏi khỏi nói nữa Hộp này em bán 420 ngàn Nhưng mà thôi Coi như đây là một cái like nữa đi Mình hữu duyên nha Ai lấy nhị hoa nghệ tay Em tặng cho mấy chị trên live stream ngày hôm nay 350 một hộp Ai lấy hai hộp Em tặng cho mấy chị một cái tượng mẹ quan âm Ok không Nhị hoa nghệ tay nha mấy chị nha 350 ngàn một hộp Được không Mua hai hộp mấy chị ờ, đang tặng cho mấy chị là một Phật tượng Phật mẹ quan âm nha mấy chị nha Hồi xưa em gọi là Phật mẹ quan âm nhưng mà khi mà em bắt đầu em coi về Phật rồi, Thì người ta lại nói không nên gọi là Phật mẹ Người ta không nói là không nên gọi là Phật mẹ Mà gọi là mẹ quan thế âm Bồ Tát Người ta chỉ cho gọi vậy thôi Em cũng không hiểu lý do tại sao Ghi dùm em đúng cuốn pháp Hai nhụy hoa nghệ tay tặng mẹ quan âm đi Đừng ghi hai nhụy hoa không Tại vì nhân viên em nó không biết Nó sẽ chốt, nó sẽ lộn với lại cái cây tài lộc đó Nên em sẽ hỗ trợ cho mấy chị Ghi dùm em hai nhụy hoa nghệ tay tặng cho ghi giùm em tặng mẹ quan thế âm đi được không mọi người nói chung tốt lắm nha rất là hên luôn trong tâm của mình lúc nào mình cũng nghĩ tới là em nói mấy chị có có lọc tốt lắm cái này là em mà đã gieo duyên cho ai rồi mấy chị nhận về là mấy chị sẽ có rất rất là nhiều may mắn luôn hôm nay em like cho mấy chị mấy chị biết mà chị nào khách mới nhớ để lại số điện thoại nhớ bắt máy nha nói chung mẹ là hữu duyên đi Ai mà coi vô tình coi được cái like này Tại vì hồi nãy em không có tính like <laughs> Thiệt luôn á tính bán đó Nhưng mà thôi cứ Thôi kệ đi ha Bán lấy lọc cho mấy chị cho nó vui Lên cú pháp hai nhụy hoa tặng mẹ đi Không thôi nó lại lộn với cái cây tài lọc cho mấy chị đó Ai lấy ghi là hai nhụy hoa tặng mẹ được không mọi người? Nói chung là tốt lắm và đặc biệt rất rất là may mắn luôn. Cái này mấy chị để cho em là ở trong nhà Mấy chị trưng lên trên bàn Phật Hoặc nếu như có những người nào mình đi làm mà người ta gọi là chị ráp ha Hoặc là có những người chồng của mấy chị là đi bằng chị uh, chạy xe dịch vụ đi Mình đi suốt đêm mấy chị có thể tặng cho ông chồng mình đặt ở trên xe hơi cũng tốt nữa Đó mấy chị mẹ bình an may mắn đi theo độ cho chúng sanh ha mọi người ha đó ai lấy thì các chị để lại một nút chia sẻ Hữu duyên 10 chị đi Dĩa hoa nghệ Tây, mấy chị tay hoa, nghe tây, nghe tây thì khỏi nói rồi diễn hoa nghệ Tây thì thôi <laughs> Khỏi bàn rồi Thơm lắm Hỏi khách em đi à, Công nhận loại mới này thì nó rất rất là ok Mà mấy chị uống đi Cái này mình pha trà mình uống Hoặc là mấy chị có thể để cho em Là mấy chị hãm cho em vô cái bình Mấy chị uống cho em mỗi ngày luôn Thay thế nước lọc luôn nha Cũng rất rất là tốt Rồi em tặng nha Ai uh, ai lấy thì comment nha. Chị Hoa nghệ tay 350 000 một hộp với chị nha, mua hai được tặng một à, tượng Phật mẹ Quan Âm mà các chị nào thích sản phẩm này thì cứ comment kèm theo số Mật điện thoại. Mật ong bán luôn đi Minh Anh. Cách pha làm sao em dễ lắm chị giờ đổ bích đào. Chị lấy cái này là chị hãm bằng nước ấm 70 cho 80 độ xong rồi chị bỏ vô nước ấm nó sẽ tiết ra cái chất của trong cái nhị hoa nó phai từ 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 từ, từ ra xong rồi chị uống tốt cực kỳ nha em gieo duyên trong live stream ngày hôm nay vì mẹ chưa thành phật nên chưa được gọi là phật đó minh anh hồi xưa em hay còn gọi là phật mẹ nhưng mà khi mà em bắt đầu em đọc về phong thủy nè em coi về nhà phật đi thì người ta nói không nên gọi mẹ bằng phật đó rồi nói chung là hay lắm mấy chị mấy hôm nay em thấy em bị ghiền tiktok luôn vì em coi lên like có những cái những cái tiktok về phật em thấy nó thiệt mấy chị à quá tốt à, người ta chia sẻ nhiều cái đúng lắm đó nên là em biết cái gì thì em chia sẻ cho mấy chị ha mọi người ha rồi chốt uh, em sẽ chốt cho mấy chị trên livestream ngày hôm chị nay thủy hay gì, hay có đơn à. chị thủy đạt có đơn chị thủy đạt có đơn chị Mimi hai có đơn ạ chị tuyết hoàng chị lấy nội tiết tố được không được luôn ai lấy nội tiết tố em tặng cho một mẹ quan âm được luôn nha chị tuyết hoàng nha ghi giùm em đúng cú pháp nội tiết tố tặng mẹ quan âm Ok chưa Nội tiết tối là 999 ngàn một hộp Chị nha, chị là thích thì lên đơn giùm em Kèm số điện thoại giúp em à Dạ được luôn, bỏ khoảng mấy sợi vậy Chị đố Bích Đào à, Từ 3 cho tới 5 sợi Nội tiết tối em đang bán 999 ngàn Ai muốn lấy nội tiết tặng mẹ Ok luôn, hỗ trợ cho mấy chị luôn Được không ạ à? Rồi chốt đi, đọc đi thì, Đây tụi 2. Có đơn à. chị hai nhị hoa cho thủy đạt chị mi mi hai có đơn à mi mi hai hiệp phan hai có đơn à. phan hai. chị trang huỳnh hai có đơn à. chị trang huỳnh sương lâm hai có đơn à. sương lâm hai. cô mi may mắn hai có đơn cô chị dung dung hai chị bé nguyễn hai có đơn à. chị bé nguyễn hai Xu Huỳnh 2 có đơn. À? Xu Huỳnh 2. Chị Trịnh Tú Hồng 2 có đơn ạ. À? Trịnh Tú Hồng có đơn. Chị Đỗ Bích Đào 2 có đơn. À? Đỗ Bích Đào có đơn. Chị Tuyền Lưu 2 có đơn. Tuyền à? Lưu có đơn. Chị Khang Trần 2 có đơn. Khang à? Trần có, Xuân Nguyễn có. À, nội tiết tố à, pha nước uống hàng ngày bỏ sữa chưa ăn ngâm nước rửa mặt luôn nói chung là tốt lắm à, và cái nhị hoa nghệ tây này á mấy chị muốn dùng á thì à, ngâm nước rửa mặt luôn <laughs> cái mát xương này thiệt tần luôn Mắt mát xương ơi à, mát xương À, ai chơi sang như má xương nữa ngâm 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 vị hoa nghệ tây rửa mặt luôn à, nội tiết tố thì dùng được 3 tháng chị cô meo nội tiết tố tốt lắm á, chị cô meo cái này là tốt cực kỳ ok vậy thì hôm nay em like luôn ha ai lấy nội tiết tố tính mấy chị là chín trăm chín mươi chín ngàn tặng một tượng mẹ cái này là như 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 lời đã nói nha nội tiết tố này nó uống cải thiện lắm mà nó không bị nóng người thì cái này như em đã nói cứ một ngày dùng một viên thôi hộp này là được một liệu trình là 3 tháng chị thủy đạt có rồi tát xa lắm đắt 2024 tháng tư lận mà cái này uống thoải mái lắm dễ uống lắm cứ ăn sáng xong dùng một viên cho em thôi cái này thì dùng cho em buổi sáng đi ăn sáng xong rồi dùng cái này mới chỉ kết hợp với lại những loại thực phẩm chức năng khác luôn không bị nóng người không gây hại gan nè cái này thì hiệu quả lắm nè dùng mi nội tiết tố tờ, nội tiết tố trong đây nó có tinh dầu hoa anh thảo nữa nó sẽ làm mấy chị đẹp da nữa cái này rất là hiệu quả luôn à, ai lấy thì cái chị cầm ha nội tiết tố cho mấy chị nha 999 ngàn một hộp à để em qua cái này một món nữa cho mấy chị thấy nhiều người cũng hỏi em lên cho mấy chị à uh, uh, gì quên rồi? Mật ong, phải không? Hồi nãy có nhiều người hỏi mật ong Phải không? Các chị nào đang còn, còn đang xem like Thì chia sẻ like mạnh tay giúp em nha mấy chị nha Nội tiết tố đang xem với là 999.000 một hộp à. có Trời ơi, mua về tay, sao không uống đi, đi chế tay, mấy chị nha. Vậy bây giờ em lên với mấy chị mật ong Nhưng mà mật ong thì em suy nghĩ nha Mật ong mắc à Mai em gửi luôn nha Ok để việc về kịp rầm Ok chị Thủy Đạt Bây giờ em sẽ like cho mấy chị mật ong Có gì chốt đơn bạn chị nhớ nhắn tin nha Hoặc là như thế nào nha Mật ong này thì thôi khỏi phải nói rồi Mật ong là tốt lắm nè Mật ong mình dùng mỗi ngày nè Ai muốn giảm cân sáng là một ly mật ong với lại chanh Mật ong này ai đang dùng cho em xin một phản hồi đi mật ong này uống có ngon không mà có thơm không mấy chị cho em xin comment ở trên like đi các chị em này đã sử dụng mật ong bên, em và cho em xin chút cảm nhận nha mấy chị nha có ngon không ạ à? mấy chị cho em xin chút cảm nhận nha mấy chị nha đây để em sẽ mở ra cho mấy chị xem ôi trời ơi cái hũ này mã ơi nó gài gì mà cứ ngắt luôn á mở không được luôn cho xem tượng mẹ lại đi dạ được rồi để em cho coi lại tượng mẹ để em cho coi lại tượng mẹ đẹp lắm đây mọi người ha. Đây em cho coi lại tượng mẹ đẹp cực kỳ. Ok chị Cherry Lê ạ. À. Đây. Như thế này em đang cầm nha. Ôi mật ong đi hao lắm. Sữa non. À sữa non protein sữa dê đúng không? Hộp hộp như thế này đúng không? Thơm lắm nha mọi người ha. Đây là protein sữa dê kết hợp với sữa non. Cái này là của uh, Mỹ. ai uh, lấy thì comment dùm em. Ok, lát em đọc tin nhắn của chị Phương Ai lấy comment nha à, uh, Ai lấy ghi dùm em là sữa sữa dê và sữa non Like này em bán mấy chị tặng trên like cho mấy chị là 799 ngàn 799 ngàn một hộp sữa non nha mấy chị nha Ai lấy sữa non, sữa dê Ghi dùm em là protein sữa non, sữa dê 799 Cái này là có sữa dê ạ Các chị thấy cái đầu con dê không Cái này á, tốt lắm Vừa tăng cường uh, canxi cho người già người lớn tuổi và đặc biệt cái này cho con nít dùng được cái này nó sẽ rất rất là tốt luôn và đặc biệt nó tăng chiều cao cho bé nha cái này dùng được cho trẻ từ 2 tháng tuổi đổ lên thì cái này là 799 ai có đơn protein sữa dê thì em tặng cho mấy chị thêm một tượng mẹ quan âm đây như em đang cầm ghi giùm em là protein sữa dê nha mọi người nha sữa non sữa dê nha mấy chị nha mang xe với là 799 ngàn à có lúc chia sẻ được tặng một mẹ quan âm nha mấy chị nha. mở ra không ủa ra hả trời ơi khỏe giờ thơm lắm luôn cái này thì em sẽ tặng cho năm chị thôi mật ong thì em không tặng nhiều đâu trời ơi ngon lắm mọi người ơi khỏi phải nói rồi các chị nào đã sử dụng mật ong bên em rồi cho em xin chúc cảm nhận nha mấy chị nha cái hũ này của em nha nên em chấm thoải mái em nói với chị ơi nó thơm lắm cái mùi của nó là cái mùi uh, mật ong rừng cái này là một trăm phần trăm ong rừng không có đường không có pha gì hết cái độ lưu hương và cái nói chung là ngon ôi là ngon luôn mấy chị uống mấy chị biết chất lượng lắm à, ai lấy ghi giùm em là ai gáy ghi giùm em là mật ong mật ong mấy anh bán theo uh, lít 750 trăm năm một lít à, mới đây có một cái live sale rất là rẻ mới đây có một cái live sale rất là rẻ em uh, em bán uh, tú hồng chị nhận tượng mẹ lớn nghe em cảm ơn là sao chị tú hồng bé anh không hiểu dạ đúng rồi em mới like cái này nữa là chị trần ngân <laughs> cái này là phát sinh á cái này thì em không tính tặng nhưng mà lỡ rồi phát sinh rồi là nó tới luôn á chị trần ngân thôi em lỡ like rồi em like luôn mật ong em sẽ hỗ trợ mấy chị một cái giá mùa dịch để mấy chị dùng 1 lít bên bán 750.000đ. này em hỗ trợ mấy chị 2 lít, 2, 2 hộp là 1 lít. Hũ này là 500ml nha. Ai lấy 2 hũ như thế này là 1 lít, em tính là 650 000 Em tặng cho mấy chị một tượng mẹ Quan Âm. Ok không? Mật ong nha mấy chị nha, 1 lít là 650 000 Chị nào có nút chia sẻ được tặng thêm một uh, mẹ Quan Âm nha mấy chị nha. Đây, để đây cho mấy chị ha. Ai mà cần cái nào thì mấy chị lấy Em cũng không tính lai like mật ong đâu Nhưng mà em nói thiệt với mấy chị á, là em Bán cũng nói chung cho có món này món kia Ai cần gì thì mình lấy À mọi người ha Ai muốn lấy gì các chị lấy à, Protein sữa non sữa dê em không à, Em bán là Nhiều quên rồi ta Sữa non sữa dê là 799 ngàn 7, nha. 799 799 ngàn Cái này dễ lắm chị cô mail Sáng chị làm cho em một ly Hoặc đang đói bụng là một ly Cái này là mỗi ngày mình dùng một ly tốt lắm Cái này mình uống Nó nó vừa tăng cường sức đề kháng của mình nữa Và đặc biệt là chống loãng xương à, Cung cấp protein làm chắc cơ của mình nữa Ai mà đang tập gym hoặc là tập yoga rồi này nọ Mình dùng cái này Đây là sữa non, sữa dê protein trong đây là có cái uh, sữa dê nữa, thành phần có sữa dê nữa, cái này của Hàn Quốc Nhưng mà nguồn nguyên liệu nhập khẩu lạc của Mỹ Nha mọi người ha Đây Chất lượng lắm Cực kỳ Ai lấy thì comment giùm em Một ông cho em chị 650.000 một lớp. à, Một, nhà, một, 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 đậm một đậm muỗng đậm. như thế này Một muỗng như thế này là pha cho em là Một, một, một cái một ly là 100, 150ml Cho tới 200ml nước Một muỗng như thế này nè là chị pha cho em 150ml uống buổi sáng được chị Cherry Lê còn ai mà buổi tối đói bụng uống được luôn Một muỗng đầy như thế này nè Pha là 150ml nước cho tới 200ml nước nha Thơm lắm à, Minh Anh ơi Minh Anh nghe nè chị Trường Ngân hai nano không có tặng mẹ <laughs> Hồi nãy không có like Hồi nãy không có like nano tặng mẹ à, Chị Tuyền Lưu Mình đổi nhị hoa sang mật ong nha Ok chị Tuyền Lưu à, Mật ong tặng cây tài lộc được không Minh Anh <laughs> chị nguyễn minh nguyệt nãy giờ nghĩa nãy giờ đúng không thôi trời buồn ngủ quá bán tùm lum tùm la chết rồi à. để em suy nghĩ ra cho em một phút đi mọi người các chị yêu các chị nào còn đang xem like thì cho em xem một cái chấm để, để em biết Các chị còn đang xem nha mấy chị nha ok chơi luôn thôi được rồi hỗ trợ cho bà trần ngân luôn đó ok lấy hai nano tặng cho tụi mẹ luôn vậy ha uh, ok được rồi ai lấy hai hũ mật ong tính cái chị là sáu trăm rưỡi là một uh, một uh, một lít tặng cho một cây tài lộc luôn rồi vậy đó đó mình like tù lua tùm lum tà lao rồi nha mọi người ơi like like, 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 like riết hồi là nó nó lúm lùm lum luôn á ok mật, mật, ai lấy ghi giùm em mật ong uh, tính sáu trăm rưỡi là một lít tặng cho một cây tài lộc như thế này ok chưa chưa em là quá dễ rồi nha em là quá yêu chiều các khách hàng trong livestream ngày hôm nay rồi hy vọng mấy chị nhận mẹ mấy chị có lọc mấy chị nói chung là hai món quà em tặng trong livestream ngày hôm nay có một món thì cũng nghĩ là tặng đó tại vì thấy buổi giờ nhiều người hỏi nhưng mà riêng về mẹ quan âm thì không nghĩ là tặng nhưng mà rốt cuộc lại tặng đợi bởi vậy em nói cuộc đời nhiều khi nó có những cái <laughs> thay đổi mà chống mặt trành sạch luôn em nói thiệt mà không có tính tặng tượng mẹ đâu tính bán tại vì tượng mẹ này hiếm nên là em ai mà cầm bên sau thì chắc phải 10 ngày nữa em mới tặng được phải làm rồi hàng về mới trả được cho mấy chị công nhận là quá đẹp luôn mấy chị về mấy chị thỉnh nha mang lại bình an và may mắn cho mọi người à, ok chị nguyệt minh nguyễn là ghi tên chị nguyệt minh nguyễn luôn <laughs> em biết mà tại vì em nghĩ là à, thôi nhị hoa người ta cũng còn nhiều nhiều khi người ta lại cần uh, mật ong có người lại thích nano trời ơi nói chung là lai like, bút lù xua tầm lum tà la tầm lâm ai cần cái gì lấy cái đó thôi chứ giờ không biết um, Like lai giống kỳ những hồ ly ruby nói anh hồi lai <laughs> like hồi mới biết kỳ kỳ ha chị hạnh dung nguyễn <laughs> em nói thiệt á chị hạnh dung ơi em lai like hồi á em nói tầm lum tà la tại nó thiệt hôm nay em cũng hơi mệt hôm nay em tới tháng Em nói thiệt với mấy chị không nhờ mật ong nhị hoa nghệ tây nó thì chắc cũng nằm Nói chung uống thấy hiệu quả thiệt sự luôn á Ai mà con gái mình mà tới tháng mà đau bụng kinh mấy chị cho uống nhị hoa nghệ tây mật với mật ong đi Buổi sáng bằng một ly nước ấm em nói dạ đỡ hẳn luôn đỡ đau bụng hẳn luôn Tại vì em có u nang ở trong người á nên là tới tháng nó hay gây gây đau bụng với lại nhiều khi có những lúc mình gọi là chảy muối hột luôn mồ hôi luôn á nó đau dã man luôn mà uống nó đỡ Uh, chị hoa ngọc hai nano tặng mẹ hai cái nào cái nào cũng chân quý hết hai cái nào cái nào cũng tốt hết thiệt á mà nano thì xài hao lắm tháng tháng rưỡi là hết rồi nên mấy chị lấy hai ba hộp mấy chị để dành xài nói chung là tốt cực kỳ ai muốn lấy gì cái chị lấy nếu như nano còn nhiều thì mình lấy qua sản phẩm khác nói chung là uh, tùy ý mấy chị ha nói chung em cũng không ép ai đó mua hàng ép mấy công khó chịu lắm rồi bây giờ em uh, mệt quá mấy chị ơi có ai còn muốn có cái gì ý kiến gì không Các chị cứ comment đi Em còn sức là em còn like Hết sức là hết like Ủa mấy giờ Nhung 11 giờ hả ơi hơi trễ rồi các chị yêu còn muốn mấy anh hỗ trợ hay tư vấn sản phẩm nào không Mình cứ comment cho cho em biết nha mấy chị nha mệt quá hôm nay có nhiều người không coi like được chắc nhiều người cũng tiếc tại vì thật sự đâu có nghĩ tặng đâu nên hôm nay mà ai mới vô coi like thì nhớ coi lại like xem có cần cái gì không và nhớ nha đặt hàng nhớ bắt máy tại vì em nói thiệt là những cái này là em làm theo số lượng cho khách em không để dư cho ai đâu nên khi đặt là bắt máy giùm em bên em gọi lại mấy lần mà không bắt máy thì em sẽ, sẽ gọi là xả cái đơn đó em nhường cho người khác nên là mấy khách hàng coi like lưu ý giùm em nói chung mấy cái tâm linh thì nhớ bắt máy giùm em đi cho có lọc thường thường là chốt đơn buổi sáng là có lọc lắm nhiều người nhận cây tại lọc hoặc nhiều người nghe bên em gọi điện thoại là có tiền rồi <laughs> Mê phong thủy mua mật ong với nhị hoa quá trời Mở tiệm bán luôn nè <laughs> Cho cả gia đình dùng đi chị cô Mèo à, Nhị hoa nghệ tây này đàn ông dùng được Con kẹt con trai, con gái thì dùng được hết à, mình pha cháo, mình pha yến Nói chung mình làm đủ thứ được luôn Nấu chè, nấu canh gì cũng được hết Dễ dùng lắm mấy chế ơi Tại vì mấy chị cứ nghĩ là nhị hoa là phải uống Chứ em thấy nó rất là nhiều công dụng luôn á Mấy chị nấu xôi, nấu chè nè Mấy chị nấu cơm nữa nè Mấy chị nấu cái gì cũng được hết á nó giống như mấy chị nghĩ là mình bỏ vô Hiện tại là mẹ em có sẵn được 10 mẹ đó 10 mẹ chín hay 10 mẹ em không nhớ chín hoặc 10 mẹ à, Còn những chị còn bên sau Thì mấy chị phải đợi Nha đó Còn cái này em không dùng đơn được Em tách bill Những cái này là em tách bill Còn hàng về thì em sẽ ship Còn ai mà dính đơn chung với cây tài lộc Thì em mới hỗ trợ em dùng được Còn không thì em tách luôn Tại vì mấy cái này hàng dễ vỡ hết Ví dụ như có bể em không có hàng để em đền cho mấy chị đâu Mấy chị thông cảm <laughs> Vòng Minh Anh Chị đeo ai cũng khen hết Nở lỗ mũi luôn giới thiệu vòng phong thủy của em liền Em cảm ơn chị Dung <laughs> Nói chung à, chị Dung Đợt này có lọc rồi đó Hôm qua mới hỏi cái chậu xong luôn Tính mua cái chậu Cái này tự nhiên tặng cho cái chậu Bạn chị Dung có muốn mua hoặc muốn thịnh Chị Dung giới thiệu nha Em hỗ trợ em tặng cho bạn chị Dung chậu Nhưng mà ngày mai phải báo cho em nha Tại vì à, em chốt số lượng cho bên à, thợ để nó làm luôn Cho nó kịp 10 ngày là em sẽ có về trả đơn cho mấy chị Em về em sẽ like cho mấy chị Pha tùm lum tùm lum cho nó mau hết he <laughs> Thật ra dễ lắm Ăn chè xăm bổ lượng bỏ vô cũng được nữa Tốt lắm á Mà đặc biệt vừa mát gan Mà đặc biệt ngủ còn ngon nữa Em nói thì cái này nó siêu nhiều công dụng luôn đây là loại mới của Dubai Mấy chị có thể tham khảo Nhưng mà em bán chất lượng nha Không bán hàng giả Ai mua rồi là biết à Ba trăm rưỡi Là chỉ hết livestream này thôi Nhớ giùm em đợt sau là 420 ngàn một lọ nhụy hoa Không bán rẻ hơn được nha Loại này mắc hơn loại kia à, à, Mập không ăn chè <laughs> Ăn chè không bỏ đường đi <laughs> Hôm nay em hẹn gặp lại à, ai không biết gì cần tư vấn gì có chị có nhắn tin kinh ly đi bạn sẽ tư vấn hỗ trợ cho mấy chị ha giờ em xin phép mấy chị là em xuống like chị nào mà chưa nhận được uh, mẹ quan âm thì coi lại like chưa nhận được uh, cây tài lộc thì coi lại like hôm nay em có tặng hai cái món này chị nào mà khách mới nãy giờ chưa coi được livestream stream của em thì mấy chị coi lại like cây tài lộc và mẹ quan âm thì em hữu duyên cho ai coi lại like em sẽ hỗ trợ hết 12 giờ đêm nay qua ngày hôm sau em anh không hốt dụng chốt đơn nha nên lưu ý giùm em à, của chị khỏi gọi cứ gửi cho chị vì bận có lúc không bắt máy được ok chị tuyết hoàng vậy vậy thì ai mà là em like nãy giờ mà các chị đặt cái gì á mấy chị nhắn tin qua trong tin nhắn giùm em đi nhân viên em nó lên đơn cho mấy chị thôi khỏi cần phải gọi nhiều khi gọi không bắt máy ờ, à, được không mọi người thương em giúp đỡ giùm em một cái đi Em ơi tối hôm nay chị chốt cái này cái này nè Cứ em ơi tối hôm nay chị chốt cái này nè Lên đơn khỏi gọi cho chị là nhân viên nó lên nè à. Mấy chị làm gì đi cho nó lẹ Chốt qua tin nhắn kiểm tra cái rụp cái là xong Khỏi phải gọi tốn tiền điện thoại <laughs> Hôm nay cảm ơn bên anh rất là nhiều Dạ em cảm ơn chị Trần Ngân Nói chung hy vọng mấy chị có lọc mấy chị luôn tới nhớ tới em Đừng quên em nha Nhiều khi em like nhiều lúc em ế quá Mấy chị cũng lên mấy chị hỗ trợ cho em bán được một cái <laughs> ờ uh, nhị hoa nghệ tây ngày nào chị cũng uống như một thói quen mà chị hạnh dung coi công nhận không lâu lâu mình uống vô thì mình buồn ngủ nhưng mà mình uống đều là mình không mình quen giấc nha mình uống đều là mình không buồn ngủ mà ví dụ như mình uống một bữa cái mình nghĩ ba uống bữa mình uống lại là mình buồn ngủ liền luôn dạ uh... <laughs> yeah. ai mới vô coi like chốt cái rụp khỏi gọi nghe nhắn qua tin nhắn giùm cái đi nè nhắn quay tin nhắn em đi nhớ nha like hôm nay là không có dồn đơn được đâu ai mà đòi dồn đơn được là không có được đâu nha em tách bill hết để hàng về em đóng thôi đây nha mọi người ha có tặng hai món này chị nào mới vô coi like coi lại từ đầu like tới giờ có thích cái nào thì các chị liên hệ chỉ chốt trong vòng tới 12 giờ đêm nay thôi hẹn gặp lại chúc mấy chị đẹp ngủ ngon bye bye hẹn gặp lại mấy chị trong một cái live phim mới bye bye mọi người ai muốn hữu duyên cái gì thì nhớ comment ha, bye các chị yêu của em ạ. À.